ta muốn đổi lấy một vật mang pháp tắc thuộc tính kim cùng cấp bậc, hoặc là yêu hạch chân tiên thuộc tính kim. Nam tử đầu hói nói ra đồng thời đảo mắt nhìn quanh. Mọi người đều trầm mặc, không ai mở miệng. Mấy người lúc trước mong muốn sở hữu vật ấy nét mặt đều mang vẻ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên là Lam Văn Hàn Tinh Ngọc mặc dù rất chân quý nhưng đối phương lại muốn một vật đồng dạng cũng chân quý không kém. Nam tử hói đầu mắt thấy cảnh này bèn nhướng mày theo như lời đạo hữu nói muốn hai loại đồ vật kia trường mẫu ta đều không có nhưng không biết các hạ có bằng lòng dùng tiên nguyên thạch trao đổi hay không một lão giả mang mũ tròn hỏi tiên nguyên thạch ta không thiếu nếu như không có người xuất ra được loại tài liệu mà ta cần thì coi như thôi vậy nam tử hói đầu thu hồi hộp ngọc nhắm mắt lại lão giả đội mũ tròn còn đang tính nói gì đó nhìn thấy cảnh này đành phải ngậm ngùi tiếc nuối thiếp thân mang đến một đồ vật là tài liệu của chân tiên yêu thú muốn đổi lấy một ít đan dược giúp tịnh tiến tu vi. hói đầu nam tử vừa ngồi xuống, thì bên cạnh một thiếu phụ che mặt đứng lên, bàn tay trắng khẽ vung, trên mặt bàn liền hiện ra bốn năm cái xương cốt, tản mát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt. tài liệu yêu thú cũng không phải là cái gì chân quý, phần lớn những người đang ngồi chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không có chút hứng thú. có điều, vật này dù sao cũng là hài cốt của yêu thú chân tiên cảnh, cũng có người muốn lấy cuối cùng bị một trưởng lão trúc long đạo dùng hai bình đan dược đổi đi. Ngay sau thiếu phụ chính là thuộc thiên thánh, chư vị đạo hiếu, lần này lão phu lần này mang tới đây một bộ 7749 mặt của tử mẫu lạc hồn phiên, mỗi một mặt đều có cấp bậc linh bảo. Ba mặt chủ phiên còn là cực phẩm linh bảo, 49 mặt lạc hồn phiên nếu đồng thời thi triển, uy lực có thể so với một kiện tiên khí bình thường, ta muốn đổi lấy ma huyền kim tinh, thiên thủy nhu tinh, mỗi thứ một khối. Thuộc thiên thánh ho nhẹ một cái, vung tay lên Trước người y, ô quang chấp động, từng mặt tiểu phiên đen kịt hiện ra, tổng cộng 49 mặt, trong đó có 3 mặt đen hơn những cái khác rất nhiều. Thục thiên thánh dùng tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ mây đen như mực từ những mặt phiên phát ra, trong nháy mắt đã bao trọn cả đại sảnh, bên cạnh đó là những tiếng khóc gào thảm thiết thê lương từ trong mây đen truyền ra, hư không cũng theo đó mà rung động. Mọi người trông thấy cảnh này, nhao nhao đứng lên, không ngớt khen lạ. Hàn lập cũng nhìn thoáng qua, bộ tử mẫu lạc hồn phiên này đúng là vật chân quý nhất từ khi trao đổi hội diễn ra tới giờ. Bộ pháp bảo này tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng hắn cũng không hề có ý muốn đổi lấy. Thục thiên thánh lấy bảo vật ra trao đổi làm cho tài liệu trao đổi đạt lên một tầm cao mới, liền sau đó mấy người xuất ra bảo vật đều không phải chuyện đùa, đều là bảo vật vô cùng có ích đối với tu sĩ chân tiên cảnh, trao đổi hội vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn. Trong đó bảo vật chân quý nhất là do nho bảo tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ lấy ra ba đóa kỳ hoa màu tím, tên là tử nhị mạn đà hoa, bên trong chứa kịch độc đủ làm chân tiên tu sĩ cũng phải bỏ mạng, dùng để luyện chế linh tài độc thuộc tính, vô cùng quý giá. Người này muốn đổi lấy một khỏa yêu hạch của chân tiên yêu thú xích quan tỏa hạc, đáng tiếc tất cả những người ngồi ở đây không ai có thể lấy ra. Theo thời gian, bầu không khí trao đổi hội từ từ đạt tới cao trào. Kỳ lương xếp trước hàn lập, vận khí của hắn không tệ, dùng hai kiện linh bảo đổi lấy một cây linh thảo 10 vạn năm, không biết muốn dùng vào việc gì. Sau nửa ngày, rốt cuộc cũng đã tới phiên hàn lập, hắn dùng tay lướt nhẹ trên mặt bàn, hào quang lóe lên, hiện ra hai loại đồ vật. Là một viên cầu màu đen cùng một khối tinh thạch màu đỏ thấm lớn cỡ đầu người. Trong đó viên cầu màu đen chính là yêu hạch của con hắc hạc, thú cưới của trọng loan, còn viên tinh thạch đỏ thấm thì lấy được ở chỗ lão giả gầy gò, ẩn chứa hỏa pháp tắc. Vật ấy sau khi lấy được hàn lập đã điều tra một phen, biết được đây chính là tài liệu mang tên phi vân hỏa tinh. Mặc dù ẩn chứa hỏa pháp tắc nhưng trời sinh không thể dung nạp được hỏa linh lực, vì vậy không cách nào luyện chế được pháp bảo tiên khí thế nhưng vật ấy cũng có một tác dụng rất lớn đó là có thể thuần phục lực lượng hỏa linh lực lượng hỏa linh loại nào cũng cực kỳ cuồng bạo nhưng chỉ cần đi qua phi vân hỏa tinh một lần ngay lập tức trở nên vô cùng ôn hòa chính bởi vì đặc tính này phi vân hỏa tinh chuyên dùng để luyện chế lò đan hoặc là một tài liệu luyện khí tốt nhất trong lò luyện đan chỉ cần bỏ vào một chút phi vân hỏa tinh tính ổn định sẽ lập tức tăng thêm nhiều lần ở đây có một khối phi vân hỏa tinh lớn như thế đủ để luyện chế một lò đan cực phẩm gặp được người am hiểu luyện đan hoặc tông môn luyện khí tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời nếu so với phi vân hỏa tinh thì viên yêu hạch màu đen kia mặc dù cũng vô cùng chân quý nhưng giá trị hiển nhiên là kém hơn nhiều thường hạc lão đạo khẽ giật mình tiếp theo hô hấp cũng trở nên trầm trọng gắt gao nhìn vào viên tinh thạch đỏ thấm cũng vì có chút hưng phấn mà mặt mũi đã đỏ lên những người khác mặc dù không nhận ra tinh vân hỏa tinh nhưng nhìn vào thần sắc trên mặt của thường hạc lão đạo cũng đoán ra được tinh vân hỏa tinh này chính là kỳ chân bảo vật, ngay lập tức truyền âm hỏi han. Một viên yêu hạch yêu thú chân tiên cảnh, một khối phi vân hỏa tinh, yêu hạch thì đổi lấy vạn luân quả, huyết tinh ngẫu, hai loại tài liệu này cần phải qua năm vạn năm. Phi vân hỏa tinh thì muốn đổi lấy phù sinh quả, thiên tạo tham, lộ ngưng thảo. Thiên hàn giao, gồm 9 loại tài liệu, trao đổi cụ thể thế nào, có thể thương lượng. Hàn lập ung dung nói ra, nghe hàn lập nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, nét hưng phấn mất hết, nhất thời cả đại sảnh chợt im lặng. Vị đạo hữu này, tại hạ có một quả vạn luân quả, nhưng lại không có huyết tinh ngấu, liệu rằng có thể dùng tài liệu khác để thay thế được không? Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên, hóa ra là lão giả mặc áo bào trắng có tu vi chân tiên cảnh trung kỳ, đang nhìn chăm chú yêu hạch màu đen. "Được, trước hết các hạ hãy lấy vạn luân quả cho ta xem đã." Hàn Lập nghe vậy, không nhanh không chậm trả lời. Lão giả mặc áo bào trắng lấy ra một hộp gỗ màu xanh nhưng không lập tức ném tới nhìn tới viên yêu hạch màu đen nói vậy các hạ có phải cũng nên đưa viên yêu hạch cho ta xem một chút đương nhiên có thể hàn lập cười nhạt một tiếng phất tay một cái một cỗ ánh sáng màu xanh nâng viên yêu hạch lên bay đến trước mặt lão giả lão giả mặc áo bào trắng thấy vậy cũng ném hộp gỗ tới bề mặt hộp gỗ dán một tấm phù lục hàn lập lặng lẽ dùng tay khẽ vẫy nhẹ một tia linh quang màu xanh hiện lên tờ phù lục lập tức bay xuống nắp hộp tự động mở ra một quả lớn chừng nắm đấm màu vàng nhạt nằm ở bên trong, mặt ngoài quả có từng vòng hình dáng hoa văn, mặc dù không có bất kỳ mùi thơm gì nhưng đã có một cỗ sinh khí dị thường đập vào mặt. Hàn lập cầm lấy linh quả, xem xét kỹ lưỡng, nhẹ gật đầu. Vật này đúng là vạn luân quả, đã được 6-7 vạn năm, đủ để luyện đan, hạt giống bên trong cũng không bị hư tổn chút nào, sau này trồng tiếp cũng không có vấn đề gì. Lão giả mặc áo bào trắng xem xét kỹ viên yêu hạch màu đen một phen, trong mắt cũng hiện lên vẻ hài lòng, khẽ vung tay, trước người hiện ra nắm sáu loại hộp ngọc. Ta mặc dù không có huyết tinh ngẫu, nhưng mà những cái này nếu đem so sánh cũng không thua kém chút nào. Bàn tay lão giả lại một lần nữa vung lên, bạch quang nhàn nhạt hiện lên, đem tất cả các hộp ngọc đồng loạt mở ra, hiển lộ đồ vật bên trong. Tinh kim ti, hổ tinh ngọc, lục la quả, đạo hữu, mấy thứ này mặc dù phẩm chất cũng không tệ, nhưng ta lại không cần, hay là đổi hết thành tiên nguyên thạch đi. Hàn lập ánh mắt chỉ nhìn lướt qua rồi nói. Kết quả trao đổi vừa hoàn thành, thanh âm của thường hạc lão đạo liền vang lên. Lệ đạo hiếu, thiên tạo tham, thiên hàn giao, toàn là vật quá mức hiếm thấy, thoạt nhìn tất cả mọi người không ai có. Không biết khối phi vân tinh thạch có thể dùng tiên nguyên thạch trao đổi được hay không? chương 319, tin tức, ngay lúc thường hạc lão đạo mở lời, Hàn Lập phát giác ra có một ánh mắt cũng đang khát khao nhìn tới, đó là thuộc thiên thánh. Thấy Hàn Lập nhìn về phía mình, trên mặt thuộc thiên thánh lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Thật có lỗi, ta chỉ đổi phi vân hỏa tinh với những tài liệu kia thôi. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, lệ đạo hiếu, thật sự không thể thương lượng sao, thường hạc lão đạo biến sắc, có chút không nỡ buông bỏ, nói ra. Khối phi vân hỏa tinh này thật sự không còn cách nào, tuy nhiên trong tay ta vẫn còn chút mảnh nhỏ hỏa tinh. Mới khi nãy ta đưa ra danh sách 9 loại tài liệu, chỉ cần chư vị cung cấp cho ta một chút thông tin về nơi xuất hiện, cũng có thể đổi được một ít. Hàn Lập suy nghĩ một lát, lập tức nói hắn nói xong bàn tay lại một lần nữa lướt nhẹ trên mặt bàn bỗng xuất hiện thêm hai khối phi vân hỏa tinh lớn chừng nắm tay hai mắt thường hạc lão đạo như có lửa nóng nhìn chằm chặp vào hai khối phi vân hỏa tinh sau nữa ngày trầm mặc cuối cùng cũng phải cụt hứng ngồi xuống thục thiên thánh cũng trở về chỗ ngồi nhắm mắt lại hiển nhiên cũng không có chút tin tức nào liên quan đến vấn đề này hàn lập nhìn thấy cảnh này khẽ thở dài vung tay lên thu lại ba khối phi vân hỏa tinh trao đổi hội tiếp tục tiến hành Bất quá từ khi phi vân hỏa tinh xuất hiện, về sau đồ vật mang ra trao đổi cũng rất bình thường, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Sau nửa canh giờ, trao đổi hội cũng kết thúc, Hàn Lập cũng không đợi lâu, lập tức cùng kỳ lương đứng dậy muốn ly khai. Thường hạc lão đạo vẫn chưa từ bỏ ý định, trước lúc Hàn Lập rời đi lại một lần nữa hỏi thăm có thể hay không trao đổi một viên phi vân hỏa tinh. Lần này thường hạc lão đạo nhắm vào chính là hai viên nhỏ, hơn nữa còn xuất ra không ít kỳ chân dị bảo. Tuy nhiên những thứ này Hàn Lập đều không cần, lần nữa đưa ra lời cự việt, làm thường hạc lão đạo thất vọng không ngừng. Bất quá hắn cũng đưa cho thường hạc lão đạo một cái trận bàn đưa tin, để ngày sau nếu có tin tức gì về những loại tài liệu kia có thể thông chi cho hắn. Lúc này thường hạc lão đạo mới phấn khởi tinh thần, liên tục cam đoan sẽ cố gắng tận lực tìm kiếm, chỉ mong hàn lập lưu lại cho hắn một hai khối phi vân hỏa tinh. Hàn lập thoáng kinh ngạc, người này như thế nào lại cần phi vân hỏa tinh gấp gáp như vậy, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, sau đó liền nhanh chóng cùng kỳ lương rời khỏi thiên hạt các không biết lệ huynh tiếp theo sẽ đi đâu kỳ lương hỏi tại hà tính đi địa phương khác nhìn xem nhân cơ hội này mua một ít tài liệu dù sao thì quy mô trao đổi hội như vừa rồi cũng không có nhiều hàn lập nhìn về con đường phía trước nói ra tại hạ cũng còn một số việc cần giải quyết cũng không thể đi cùng lệ huynh được bảo trọng kỳ lương nhẹ gật đầu cáo từ tốt vậy hẹn gặp lại tại đại hội chuyên giảng hàn lập mỉm cười nói lập tức cáo từ đi tới con đường phía trước kỳ lương nhìn theo bóng lưng hàn lập không biết trong đầu nghĩ gì, khẽ thở dài, quay người bước về hướng khác. Hàn lập sau khi đi qua hai con đường, chợt dừng bước, xoay người lại, thần sắc lạnh lùng nói, các hạ theo ta đã lâu như vậy, không biết có gì chỉ giáo. Cách chỗ Hàn lập đứng không xa, có một nam tử khuôn mặt phúc hậu, chính là Thục Thiên Thánh. Các hạ hẳn là lệ phi vũ, tại hạ là Thiên Thánh phong Thục Thiên Thánh, vừa nãy lúc trao đổi trên đại hội tại hạ không biết nặng nhẹ, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Thục Thiên Thánh chắp tay tạ lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến nhưng các hạ theo ta là có ý gì sắc mặt hàn lập có chút không kiên nhẫn nói đa tạ lệ đạo hữu rộng lượng tại hạ đi theo chỉ muốn hỏi một câu lệ đạo hữu hẳn là đang tiếp tục tìm kiếm tài liệu mà khi nãy cần ở trao đổi hội thục thiên thánh chắp tay sau lưng xoay chuyển lời nói lệ mỗ không thích nói chuyện quanh co lòng vòng các hạ có gì xin cứ nói thẳng hàn lập nghe vậy nhàn nhạt nói đúng đúng tại hạ thật sự biết tin tức về một loại tài liệu trong đó chẳng qua chỗ trao đổi hội đông người, cho nên mới không nói ra ở đó. Thục thiên thánh cười hai tiếng làm lành, sau đó liền nghiêm mặt nói ra. a à, là loại tài liệu nào? Hàn lập hai mắt sáng người hỏi. Thục thiên thánh mở miệng định nói, lời nói tới miệng, chợt nuốt lại, một mặt muốn nói lại thôi. Các hạ yên tâm, lời nói lúc nãy của lệ mỗ trong đấu giá hội giờ này vẫn còn tác dụng. Các hạ nếu có thể cung cấp thông tin của một trong những loại tài liệu đó, ta liền đưa cho các hạ một khối phi vân hỏa tinh. Hàn Lập thấy vẻ mặt của Thục Thiên Thánh như vậy, bèn nói. Không phải, tại hạ biết rõ người có thông tin về các loại tài liệu, nhưng lại không phải trong chín loại tài liệu kia, mà là huyết tinh ngỗ. Thục Thiên Thánh liếc nhìn Hàn Lập nói. Huyết tinh ngỗ, không tệ, vật ấy cũng là một trong những thứ ta cần. Người muốn dùng tin tức này đổi lấy cái gì? Nói thẳng đi, Hàn Lập khẽ giật mình, liếc nhìn thật sâu Thục Thiên Thánh nói ra. Nếu như Lệ Huynh đã nói chuyện thẳng thắn thì ta cũng sẽ không che giấu, tại hạ hy vọng có thể dùng tin tức này đổi lấy một viên phi vân hỏa tinh. Thục thiên thánh cười nói, hàn lập nhìn đối phương, không nói gì, tại hạ biết rõ huyết tinh ngẫu không nằm trong danh sách 9 loại tài liệu, hơn nữa so với giá trị 9 loại tài liệu kia còn kém một chút. Như vậy đi, tại hạ có một khoản tiên nguyên thạch, dùng để đổi lấy phi vân hỏa tinh, như thế nào? Thục thiên thánh hít sâu một hơi, nói ra, cái này cũng không cần, huyết tinh ngẫu cũng là vật mà ta muốn, chỉ cần ngươi nói cho ta tin tức là được rồi, tiên nguyên thạch thì không cần. Hàn lập lắc đầu, sắc mặt bình thản nói, thần sắc trên mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng thì vui vẻ, kỳ thật so với 9 loại tài liệu kia, hắn lại càng muốn có huyết tinh ngẫu hơn, chỉ cần có vật ấy, hắn có thể lập tức luyện chế vạn luân đan rồi. Đa tạ lệ đạo hiếu, kỳ thật lúc này ở Bạch Ngọc Thành tụ tập rất đông tu sĩ, trong đó không thiếu chân tiên cảnh, giống như trao đổi hội bí mật vừa nãy, đấu giá hội có rất nhiều. Thực không dám giấu giếm, Tại Hạ vừa có tin tức đúng 3 ngày sau sẽ có một buổi đấu giá hội cực kỳ bí mật, yêu cầu rất cao với người tham gia, nhất định tu vi phải là từ chân tiên cảnh trung kỳ trở lên, ta cũng là ngẫu nhiên thăm dò được, nghe nói lần này đấu giá hội có xuất hiện huyết tinh ngẫu. Thục thiên thánh môi khẽ mấp máy truyền âm, đấu giá hội bí mật, hàn lập trong lòng khẽ động, hai mắt không khỏi híp lại. Lại còn cần chân tiên cảnh trung kỳ mới có thể tham gia, vậy là trưởng lão chân tiên cảnh trúc long đạo hơn phân nửa sẽ không có cách nào tham dự, đấu giá hội này xem ra không phải chuyện đùa. Lệ đạo hiếu có thể đơn giản hóa giải huyễn thuật của tại hạ, nghĩ đến phương diện tu vi tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Thục thiên thánh lúc này đã khôi phục lại bộ dạng, tùy ý cười hì hì nói. Hàn lập không thèm để ý sự thăm dò của đối phương, suy nghĩ một chút, gật đầu nói tốt, cái đấu giá hội này, lệ mỗ tất nhiên sẽ tham gia, đến lúc đó nếu thật sự có huyết tinh ngẫu xuất hiện, ta sẽ giữ lời hứa cho người một khối phi vân hỏa tinh. Vậy được, giữa trưa ba ngày sau, chúng ta gặp mặt tại nơi này. Thục thiên thánh trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chóng cáo tử rồi ly khai. Hàn lập đưa mắt nhìn người này ly khai, quay người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian nhanh chóng trôi qua, màn đêm rất nhanh xuất hiện. Các nơi trong bạch ngọc thành hiện ra từng khối lớn bảo thạch hình lưỡi liềm, phát ra bạch quang sáng ngời, làm toàn bộ thành chỉ chiếu sáng như ban ngày. Các cửa hàng kiến trúc trong nội thành cũng phát ra hào quang sáng ngời, màn đêm bị đánh tan, thoạt nhìn bạch ngọc thành còn đẹp hơn cả ban ngày một cửa hàng ở nội thành hàn lập từ bên trong đi ra hắn ôm tâm tư cầu may toàn bộ cửa hàng bên trong nội thành đều vào một lần đáng tiếc vẫn không thể tìm thấy loại tài liệu cần thiết đối với việc này hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng khó tránh khỏi việc cảm thấy buồn bực như vậy chỉ có thể trông đợi vào giao dịch hội và đấu giá hội kia rồi bất quá mất nửa ngày đi dạo cũng không phải là không có thu hoạch gì hàn lập thăm dò từ miệng chủ tiệm cửa hàng vừa nãy có một cái trao đổi hội diễn ra vào ngày mai. Tuy rằng quy mô của trao đổi hội này rất bình thường, chỉ sợ so với cái của thiên hạt các còn nhỏ hơn, bất quá hắn cũng không muốn bỏ qua. Hàn lập ra khỏi cửa hàng, vòng qua mấy cái quảng trường, đi vào một con đường có chút yên tĩnh. Hai bên đường nơi đây kiến trúc toàn là phòng trọ, người đi đường không nhiều lắm. Hàn lập đi dạo một ngày, tuy rằng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn hai bên, sau cùng chọn chúng một cái phòng trọ nhỏ, đi tới, thuê một gian tĩnh phòng dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị nơi đây hắn rất nhanh đi vào một cái phòng ở lầu ba khách quan người hãy nghỉ ngơi thật tốt nếu cần gì cứ phân phó ta một tiếng là được tiểu nhị lanh lợi nói hàn lập nhìn xung quanh phòng một cái xem như không tệ hắn tiện tay thưởng cho tiểu nhị một viên linh thạch sau đó khoát tay áo ý bảo tên kia lui xuống tiểu nhị quá đỗi vui mừng thì lễ một cái ngay lập tức lui xuống hàn lập quay người đang muốn đóng cửa ngay lúc này một hồi tiếng bước chân vang lên. Một nữ tu sĩ áo đỏ đi qua trước cửa, trên mặt được che bởi một cái khăn, dung mạo không thấy rõ, nhưng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người yểu điệu. Bạch Ngọc Thành quy mô tuy không nhỏ, nhưng số lượng tu sĩ trong thành lúc này lại rất nhiều, dẫn đến cảnh nhà ở chen trúc, phòng trọ, khách sạn cũng đều thiết kế giống như thế giới phàm tục. Hồng y nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập, cũng không hề dừng lại, bước nhanh qua, rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nàng tuy rằng đã thu liếm khí thức nhưng thần thức hàn lập cường đại cỡ nào ngay lập tức đã nhận ra nàng này tuyệt đối là tu sĩ chân tiên cảnh hắn bây giờ ở trong bạch ngọc thành tu sĩ chân tiên cảnh cũng không coi vào đâu chẳng qua là bóng lưng nàng này làm hàn lập mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc trước kia tựa hồ đã gặp ở nơi nào rồi hắn suy nghĩ một chút không tìm thấy đầu mối liền lắc đầu không nghĩ tới nữa hàn lập đóng cửa phòng bày ra một tầng cấm chế khoanh chân ngồi ở trên giường thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua vào giữa trưa hàn lập đi tới nơi đã hẹn cùng thục thiên thánh lệ đạo hữu người đã tới thục thiên thánh sớm đã đợi ở nơi này vẻ mặt tươi cười ninh đón hàn lập nhẹ gật đầu không nói gì địa phương tổ chức đấu giá hội đã bị che giấu ở một địa phương bí mật lệ đạo hữu xin mời theo ta thục thiên thánh truyền âm nói một câu đi tới phía trước hai người suốt đường đi không nói gì lại đi xuyên qua một con đường dài hẹp, đi được gần nửa canh giờ, liền tới một cái cửa hàng hẻo lánh. Nơi đây người thưa thớt, cửa hàng cũng không có sinh ý, chỉ có một lão trưởng quầy gầy còm nằm trên cái ghế phía sau quầy, bộ dáng đang buồn ngủ. chương 320, đấu giá hội dưới mặt đất. Cố trưởng quỹ, dậy làm ăn này. Thục thiên thánh cười cười với hàn lập sau đó tiến lên mấy bước, gõ gõ vào quầy hàng, gọi to. Lão đầu gầy còm mở to mắt, Huệ hoài quan sát thuộc thiên thánh một chút sau đó nhìn sang hàn lập phía sau rồi mới từ từ ngồi dậy. Sau khi ngáp một cái, lão mới hỏi bằng giọng khàn khàn, hai vị muốn mua thứ gì? Tất nhiên là thứ tốt nhất trong tiệm các ngươi. Thục thiên thánh di chuyển ngón tay, hàn lập ghé mắt nhìn sang thì thấy tay y đang vẽ nên một hoa văn cổ quái. Đôi mắt mờ nhạt của lão đầu gầy còm lóe lên một tia tinh quang. Lão nhẹ gật đầu, đứng dậy đi vào trong tiệm, hai người vội vàng theo sau. Không lâu sau, cả ba đã tiến vào một căn nhà gỗ cũng nát phía sau cửa hàng lão già gầy còm vỗ lên vách tường cũ hai cái chỉ nghe vài tiếng ken két vách tường hiện ra một tầng thanh quang để lộ một cánh cửa dẫn vào thông đạo đen kịt thoạt nhìn tựa như hướng thẳng xuống mặt đất hội trường ở ngay bên dưới lão già vừa nói vừa lấy ra hai cái mặt nạ màu trắng giao cho bọn họ thuộc thiện thánh nhận lấy mặt nạ đưa một cái cho hàn lập sau đó dẫn đầu tiến vào thông đạo hàn lập xem xét mặt nạ một thoáng sau đó gật nhẹ với lão già rồi cũng cất bước tiến vào ầm ầm cửa đá sau lưng bỗng nhiên khép lại thông đạo trở nên tối đen như mực có điều chút bóng tối ấy hiển nhiên không thể tạo thành ảnh hưởng với hai người bọn họ thục thiên thánh đeo mặt nạ tinh nguyệt lên mặt chỉ thấy thanh quang đại phóng ngưng tụ thành một màn sáng bao quanh thân thể của y hàn lập thấy vậy không khỏi có chút ngạc nhiên quang mang trắng xanh kia có chút huyền diệu lấy thần thức của hắn cũng không thể xuyên qua khí tức trên người thục thiên thánh đã được che đậy phân nửa nếu không phải cả hai vẫn đang đứng cùng một chỗ hàn lập cũng không cách nào khẳng định người đứng trước mặt chính là thuộc thiên thánh hiệu quả che giấu khí thức của mặt nạ này rất giống mặt nạ của vô thường minh có điều so về khả năng hoàn toàn thay đổi khí thức của người đeo thì vẫn kém hơn rất nhiều hàn lập đeo mặt nạ lên sau đó thì phát một chút mặt nạ không hề có chút phản ứng hắn khẽ giật mình bèn vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể tràn vào bên trong mặt nạ mặt nạ màu trắng tựa như đầm sâu không đáy không ngừng hút lấy tiên linh lực trên người Hàn Lập. Mặc dù Bách Quang có sáng hơn chút nhưng còn lâu mới có thể đạt tới hiệu quả như của thuộc thiên thánh. Hừ, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, điều động hơn nửa tiên linh lực trong người. Ông, mặt nạ lúc này mới tỏa sáng rực rỡ, tạo thành màn sáng màu trắng, bao phủ cả người hắn vào trong. Hàn Lập nhíu mày, lúc này hắn mới hiểu ra, mặt nạ này chính là thủ đoạn phân biệt tu vi. Không có cấp bậc chân tiên trung kỳ quả thật không thể thôi động được đó hai người đi theo thông đạo một hồi chuyển qua đường rẽ tiến vào một cái thạch thất tận cùng bên trong thình lình có một quang môn màu trắng tản ra ánh sáng nhu hòa trong đêm đi thôi đấu giá hội trong này thuộc thiên thánh tựa hồ có chút quen thuộc đối với nơi này sau khi nói một tiếng liền cất bước tiến vào màn sáng trên người y cộng hưởng đôi chút với ánh sáng từ quang môn chỉ thấy quang mang lóe lên cả người đã biến mất không còn tâm thích hàn lập cũng bước vào chỉ thấy hoa mắt bản thân đã xuất hiện bên trong đại sảnh nào đó. Thục thiên thánh tiến vào trước, y đang đứng cách hắn không xa. Hàn lập đưa mắt quan sát chung quanh thì thấy đại sảnh có hình bầu dục, diện tích cực lớn chừng 3-400 trượng. Trong sảnh trang trí hoa lệ, mặt đất phủ lên gạch hoa đỏ thấm, nóc phòng treo mấy dàn đèn cung đình to lớn, tinh xảo, vách tường cũng khảm nạm không ít bảo thạch. Chỉ là nơi này tựa hồ đặt dưới mặt đất, dù có đèn cung đình và bảo thạch chiếu sáng vẫn mang cảm giác lờ mờ trong địa sảnh có mấy chục cái ghế to rộng đều dùng gỗ quý tạc thành lúc này nơi đó đã có không ít người chỉ là bọn họ đều giống hàn lập được màn sáng bao phủ cho nên không thể nhận thức lẫn nhau phía trước hàng ghế là một bệ đá cao hơn mặt đất đôi chút trên đó có đặt một cái bàn dài hình vuông cùng ba cái ghế rộng tất cả đều bỏ trống hai người hàn lập tiến đến cũng không tạo thành bao nhiêu chú ý chỉ có những người bên cạnh nhìn thoáng qua nhưng đều nhanh chóng quay đi xem ra đấu giá hội còn một lúc nữa mới bắt đầu chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đã thục thiên thánh thấp giọng nói ra hàn lập gật nhẹ đầu cùng thục thiên thánh ngồi xuống hai cái ghế họ hàn đưa mắt nhìn quanh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ vách tường bốn phía hiện lên một tầng cấm chế màu vàng nhạt thoạt nhìn không chút thu hút nhưng hắn nhận ra không thể coi thường cấm chế này cấm chế này rõ ràng mang thuộc tính thổ tựa như hòa thành một thể với đất đai rộng lớn xung quanh tấn công nó cũng như tấn công cả khu vực xung quanh Cấm chế cao minh như vậy thật sự hiếm thấy. Hàn Lập nhíu mày, dù hắn toàn lực xuất thủ chỉ sợ cũng không phá hết được chúng. Hội đấu giá lần này dùng đến đến thủ đoạn phòng hộ lợi hại như vậy, quả thật không thể coi thường. Đám đông trong đại sảnh đều nhắm mắt tĩnh tọa, gần như không ai nói chuyện, vô cùng an tĩnh. Không khí có chút nặng nề, khẩn trương. Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã một canh giờ. Trong thời gian này lại có hai tu sĩ tìm đến, cũng đều lặng lặng ngồi xuống hai cái ghế trong sảnh nhưng vào lúc này cánh cửa gỗ phía mặt bên của đại sảnh kẹt kẹt một tiếng mở ra ba đạo nhân ảnh hai cao một thấp đi ra từ bên trong ba người này cũng được màn sáng màu trắng xanh bao phủ toàn thân không thể nhìn thấy chân dung ba người cùng đi tới phía sau bàn đá rồi ngồi xuống tại đó người có dáng lùn thấp nhất ngồi ở vị trí chính giữa thật có lỗi khi để các vị đạo hữu đợi lâu trước khi đấu giá hội lần này bắt đầu ta xin giới thiệu một chút về tiến trình của đấu giá hội người có dáng lùn mở miệng nói ra thanh âm to không gì sánh được, cảm giác như có thể xuyên thủng kim thạch, đám người ở dưới nghe thấy liền chấn động, nhao nhao ngồi ngay ngắn lại. Đấu giá hội lần này chia làm hai phần, nửa trước là ba người chúng ta đấu giá như bình thường, sau đó các vị nếu có vật quý hiếm có thể lên đài tự chủ giao dịch. Chúng ta sẽ không can thiệp, cũng không thu bất cứ một khoản phí nào. Tốt, chúng ta liền bắt đầu, người dáng lùn giới thiệu ngắn gọn quy củ, sau đó liền bình tĩnh tuyên bố. Vừa dứt lời, người cao lớn ngồi bên trái phất tay, lấy ra một vật, là một hộp gỗ hình sợi dài được dán mấy tấm phù lục ở phía trên. Bên trong hộp là một thanh trường kiếm màu xanh lam, tạo hình phong cách cổ xưa, tản mát lam quang trói mắt, giống như có từng dòng nước lưu động trên lưới kiếm, mơ hồ phát ra âm thanh ào ào. Giữa lam quang thỉnh thoảng lại hiện lên vài đoạn phù văn màu lam, một cỗ lực lượng pháp tác mãnh liệt lan ra từ đó. Tiên khí, người có dáng lùn còn chưa mở miệng, ở dưới đã có người kinh hô. Hàn lập hơi động lòng, vật đấu giá thứ nhất đã là một kiện tiên khí có phẩm giai không thấp điều này khiến hắn có thêm mấy phần mong đợi những đồ vật ở phía sau vị đạo hữu này nói không sai kiện đấu giá thứ nhất trong ngày hôm nay chính là chui liệt hải trảm tiên kiếm là một kiện tiên khí hàng thật giá thật ẩn chứa thủy chi pháp tác cực kỳ phong phú những kiện tiên khí bình thường không thể so sánh được chính là dùng người dáng lùn cười một tiếng sau đó chậm rãi nói ra người này rất có tài ăn nói chỉ vài câu nói đã đem chui tiên khí cấp bậc bình thường thổi phồng tới mức trên trời dưới đất đều hiếm gặp, uy lực Việt Lân, người nào cầm thanh kiếm này trong tay có thể đánh đâu thắng đó. Đám người phía dưới bị thuyết phục không ít, Tham Lam kích động nhìn bảo kiếm màu xanh. Liệt Hải Trảm Tiên Kiếm, giá khởi điểm 60 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn hai khối tiên nguyên thạch. Người dáng lùn tuyên bố bắt đầu, 60 khối, 65 khối, ta ra 70 khối. Vừa mới bắt đầu đám người phía dưới nô nước tấp nập ra giá, trong thoáng chốc, chui liệt hải trảm tiên kiếm đã bị đẩy lên 130 khối tiên nguyên thạch. Đến giá này, chỉ còn lại vài người ra giá cạnh tranh, lại trải qua vài lần ra giá, cuối cùng bị một người trả 160 khối tiên nguyên thạch lấy đi. Hàn Lập chỉ im lặng quan sát từ đầu tới cuối, không có xuất thủ. Thanh liệt hải trảm tiên kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc mặc dù phong phú, nhưng nếu tinh tế cảm giác liền phát hiện có chút lộn xộn, tựa hồ khi luyện chế mắc chút sai lầm nào đó giá tiền như vậy có chút hơi cao rồi. Kiện thứ nhất đã tạo nên một đoạn cao trào, người dáng lùn kia hiển nhiên rất cao hứng, cất giọng nói. Tiếp theo là kiện bảo vật thứ hai, đàn hồn hoa có niên đại 10 vạn năm, giá trị vật này chắc không cần ta phải nhiều lời, là tài liệu luyện chế thân ngoại hóa thân tốt nhất. Người cao lớn bên cạnh lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở hiện ra một đóa linh hoa màu vàng nhạt. Mọi người dưới đài đang nghị luận ẩm ý, vật này mặc dù giá trị không hơn tiên khí, nhưng lại hơn ở việc quý hiếm. Người có dáng lùn như thường lệ tán dương tân bốc đoá đản hồn hoa này một hồi, sau đó tuyên bố giá khởi điểm là 30 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối. Hàn lập lẳng lặng ngồi xem, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra ở nơi này có thể gặp một gốc đản hồn hoa 10 vạn năm. Hắn tự nhiên không có ý tranh giành, hạt giống đản hồn hoa vẫn còn trong tay, nếu cần có thể tự hành thúc giục. Hàn lập mặc dù không có ý tranh giành, nhưng thuộc thiên thánh bên cạnh dường như rất muốn đản hồn hoa, bắt đầu tham gia đấu giá. Bất quá chỉ đi được vài vòng, đoá đản hồn hoa này rất nhanh vượt giá 80 khối tiên nguyên thạch. Thạch thiên thánh hậm hực thu tay lại, cuối cùng vật này được một người ra giá 95 khối tiên nguyên thạch thu về tay. Hàn lập thấy cảnh này, hơi động trong lòng một chút. Đản hồn hoa tại cổ vân đại lục vậy mà có thể bán được giá cao như thế, có trưởng thiên bình, hắn có thể tùy thời thúc giục đem bán. Nhưng linh thảo được thúc giục đều ẩn chứa lực lượng thời gian, tại tiên giới tùy ý bán đi có thể làm lộ bí mật bình nhỏ, việc này tuyệt đối không được làm. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập không khỏi thở dài, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trong nháy mắt đã bán được hai ba mươi kiện. Những vật này quả nhiên đều không tầm thường, đều cực kỳ chân quý, không có một vật nào có giá dưới 50 tiên nguyên thạch. Chỉ là vẫn chưa thấy xuất hiện huyết tinh ngẫu. Hàn Lập cao mày, thuộc thiên thánh ở bên cạnh có chút bất an. Thuộc đạo hữu tin tức của ngươi không sai chứ? Hàn Lập truyền âm hỏi thăm thuộc thiên thánh. Tuyệt đối không sai, tại hạ và thế lực sau lưng cuộc đấu giá có chút quan hệ, bọn hắn không thể gạt ta." Thục Thiên Thánh vội vàng giải thích, "Chương 321, cộng sinh văn." Hàn Lập nghe Thục Thiên Thánh nói xong, ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển. Đấu giá tới bây giờ, không có gì khác so với những thứ bên ngoài, những vật có giá trị mơ hồ không có xuất hiện. Huyết tinh ngẫu dù là đồ vật rất chân quý, nhưng cùng với những thứ mang ra đấu giá lúc này, rõ ràng giá trị kém một chút, xem đến đây tựa hồ khả năng xuất hiện sẽ không cao. Thục thiên thánh tựa hồ cũng nghĩ tới điểm ấy, càng lúc càng đứng ngồi không yên. Dù sao, nếu như huyết tinh ngẫu không xuất hiện thì y cũng không có cách nào đạt được vật mà y muốn từ tay Hàn Lập, thậm chí còn vì việc này mà mất đi sự tín nhiệm của Hàn Lập. Lúc này, phía trên bàn đấu giá, sau khi một kiện vật phẩm vừa kết thúc đấu giá, lại có một kiện vật phẩm tiếp theo mang ra, là một viên yêu hạch yêu thú chân tiên hỏa thuộc tính, lớn chừng cỡ nắm tay, tỏa ra hồng quang hỏa diễm, Hào quang bên trong ẩn hiện từng vòng phù văn màu đỏ lượn lờ. Một quả yêu hạch kim lân hồng tinh giao, con thú này khi còn sống là chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đột phá cảnh giới kim tiên, yêu hạch trong đó ẩn chứa pháp tắc hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại, hơn nữa không bị tiêu hao chút nào, với đạo hữu tu luyện hỏa thuộc tính thì vật này giá trị không thể đo lường được, giá khởi điểm 60 tiên nguyên thạch. Thân ảnh lùn lùn tuyên bố, Hàn Lập thu hồi ánh mắt, âm thầm vật đầu. Yêu hạch của con yêu thú này khi còn sống chỉ sợ tu vi không thấp, thiên phú dị bẩm, hẳn nắm giữ một ít hỏa pháp tắc, cho nên yêu hạch kia tản mát ra một cỗ pháp tắc chi lực hơn xa viên yêu hạch hắc hạc thú cưới của Trọng Loan, bảo vật bậc này, đến hắn cũng có vài phần động tâm. Bất quá, đồ vật tốt như vậy, giá cả tất nhiên sẽ không thấp. Hắn tuy rằng đã tích lũy một khoản không nhỏ tiên nguyên thạch, nhưng trải quả hơn 200 năm luyện đan cùng tiêu hao trong lúc tu luyện, hôm nay trên người bất quá chỉ còn hơn 1.000 viên, không thể tùy ý lãng phí. 60 tiên nguyên thạch, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, chính là thuộc thiên thánh báo giá đầu tiên. 80 tiên nguyên thạch, một âm thanh nữ tử vang lên, lần này là từ phía bên kia Hàn Lập truyền tới. Hàn Lập ghé mắt nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy bên trái gần sát hội trường có một chỗ ngồi, trên đó có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nghe thanh âm tựa hồ là nữ tu trẻ tuổi. Đối với người này, hắn có chút ấn tượng, là tu sĩ đến đấu giá hội chậm nhất, toàn thân mơ hồ tản mát ra khí chất cô quạnh. 90 tiên nguyên thạch, tu sĩ bên phải hội trường ra giá, ta ra giá 100 tiên nguyên thạch, Thục Thiên Thánh trầm giọng nói ra, 120, lần này nữ tu kia không chút do dự bỏ thêm 20 khối tiên nguyên thạch. Thục Thiên Thánh do dự một chút rồi ngồi xuống, cái giá này đã quá cao, tiếp tục tăng giá nữa thì có chút không đáng. 130 tiên nguyên thạch, tu sĩ cao lớn hừ một tiếng, lần nữa tăng giá. 140, nữ tu thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không chút nào nhượng bộ. Hàn Lập thấy vậy, khẽ lắc đầu, chỉ là một viên yêu hạch yêu thú chân tiên cảnh hậu kỳ mà thôi, cái này giá trị đã bị đẩy lên quá cao, hơn 100 tiên nguyên thạch, mặc dù đối với một gã tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ cũng không phải là con số nhỏ. 145, tu sĩ cao lớn trầm mặc một chút, lần nữa ra giá. 150 tiên nguyên thạch, nữ tu kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn nữa, thanh âm báo giá lạnh lùng vang lên. Lần này, tu sĩ cao lớn trầm mặc xuống, không còn ra giá. Mọi người ở đây thấy tình hình như này, nhao nhao nhìn về hướng nữ tu kia, lắc đầu không thôi. Trái lại, nữ tu chỉ lặng lặng ngồi ở đó, không có chút phản ứng nào với ánh mắt chung quanh. Trên đài đấu giá, gã lùn cao hứng dị thường, rất nhanh tuyên bố quyền sở hữu viên yêu hạch. Yêu hạch của yêu thú chân tiên tuy chân quý, tuy nhiên ngay sau đây hàng đấu giá giá trị càng lớn, chư vị tuyệt đối không nên bỏ qua. Trên đài đấu giá, gã lùn vung tay lên, một cái dương màu đỏ như máu cực lớn xuất hiện trên đài, toàn thân tỏa ra một tầng huyết quang lóng lánh, xen lẫn một cỗ mùi ngọt nhàn nhạt, nhạt, tỏa ra bốn phương tám hướng. Gã lùn đấu giá khẽ phất tay, bấm niệm pháp quyết, hào quang trên nắp hòm lóe lên, sau đó tự động mở ra. Bên trong dương là một đoạn củ sen huyết sắc, kích thước chừng cánh tay, trước sau tổng cộng ba mảnh, bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, đoạn trên dễ cây ngó sen sinh trưởng cũng không có chút nào hư hao. Huyết ngẫu lóng lánh ánh sáng, phảng phất như được huyết ngọc điêu khắc thành, Huyết quang nhu hòa từ trên huyết ngỗ phát ra tạo thành một đạo cầu vồng huyết sắc. Mùi ngọt nồng đậm lan ra, làm cho các chân tiên trung kỳ cường đại ở đây cũng chấn động tinh thần. Thục Thiên Thánh chấn động thân thể, sắc mặt đại hỉ nhưng cũng đồng thời thở dài một hơi. Hàn Lập cũng lộ vẻ kinh hỉ trong mắt, thần tình cũng đã buông lỏng. Huyết tinh ngỗ tuy khó tìm nhưng chỉ cần số 5 tuổi không vượt quá 5 vạn, giá cả so với mấy món trước kia hẳn là thấp hơn tương đối đấy. Nhưng xem ra so với phỏng đoán của hắn trước kia có chút bất đồng. Gốc huyết tinh ngẫu kia lại có số tuổi gần 10 vạn năm hoặc hơn. Sau một khắc hắt đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào phía trên đài huyết ngẫu, hiện vẻ kinh nghi trong mắt. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng có một vật khoảng chừng cái móng tay dính ở phía trên huyết ngẫu, màu sắc có chút u ám, phảng phất như bị nhiễm một chút bẩn. Một cây huyết tinh ngẫu, tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh linh vật, nhưng lại là một cây không giống bình thường. Niên đại của nó đã đạt tới 15 vạn năm, là một linh vật khó gặp trong thiên địa. Hơn nữa Tin rằng chư vị cũng đã có người chú ý tới bên trên huyết ngỗ có một điểm xám, đây không phải là điểm huyết ngỗ bị khiếm khuyết hay hạn chế gì mà là một khối cộng sinh văn hiếm thấy." Người có dáng lùn cao giọng nói, mọi người dưới đài nghe thế, không ít người bắt đầu bàn luận. Nhiều đạo hữu ngồi dưới có thể còn không rõ lắm, cái gọi là cộng sinh văn là hai gốc linh dược sinh trưởng quá gần nhau, kết quả làm cho linh lực ảnh hưởng, cực kỳ ngẫu nhiên kết hợp tạo thành cộng sinh văn." Người dáng lùn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: theo ta được biết, ảnh hưởng của cộng sinh văn có tốt có xấu, có thể khiến cho dược lực hỗn tạp, suy yếu, không thể sử dụng được. Một thanh âm chợt truyền tới từ phía dưới đài, là một thân ảnh to lớn. Mặc dù có linh quang che đậy, nhưng nhìn hình thể của hắn là một gã có thân hình béo tròn. Ha ha, vị đạo hữu này thật là có hiểu biết. Không sai, cộng sinh văn không phải trường hợp quá hiếm gặp, bất quá chúng ta đã mời một ít đại sư trồng linh thảo tới xem xét qua. Cộng sinh văn này có ảnh hưởng tốt tới huyết tinh ngẫu, dược tính không hỗn loạn chút nào, ngược lại còn dị thường tinh thuần hùng hậu, chư vị có thể yên tâm. Người dáng lùn gật đầu với thân ảnh mập mạp nói ra. Mọi người dưới đài nghe thế, lại tiếp tục nghị luận sôi nổi. Tiếp theo bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 miếng tiên nguyên thạch. Người dáng lùn tuyên bố bắt đầu đấu giá, 55 tiên nguyên thạch, 60, 70 tiên nguyên thạch, trải qua một phen giải thích, mọi người lại càng tỏ ra thèm thuồng với huyết tinh ngẫu hơn nữa vật này thực tế quý hiếm dị thường. Không chỉ là linh vật có tác dụng bổ dưỡng khí huyết mà còn có tác dụng với một số người tu luyện công pháp luyện thể. Hàn Lập còn chưa ra tay mà giá đã bị đẩy lên tương đối cao rồi. Hàn Lập ngồi nguyên một chỗ không hề động, ánh mắt chấp động dường như đang cân nhắc điều gì đó. Huyết tinh ngẫu là vật bắt buộc phải có với hắn, nhưng hiện tại chưa cần phải gấp gáp ra giá, đợi đến gần cuối cùng rồi bắt đầu cũng không muộn. Hắn quay đầu nhìn Thục Thiên Thánh, nói đấu giá hội đã xuất hiện huyết tinh ngẫu, dựa theo ước định, vật này thuộc về ngươi. Hàn lập vừa nói xong, lật tay lấy ra một khối phi vân hỏa tinh bằng quả đấm đưa tới. Bọn hắn ngồi gần phía sau, chung quanh cũng không có người nên cũng không cần quá cố kỵ điều gì. Nữ tu ngồi cách đó không xa vừa mới mua được yêu hạch trùng hợp nhìn lại, ánh mắt rơi trên phi vân hỏa tinh bỗng nhiên chấn động thân hình. Đa tạ đạo hiếu, thuộc thiên thánh đại hỷ, vội vàng tiếp nhận, hàn lập không nói gì thêm, tiếp tục chú ý tình huống đấu giá. Trải qua mấy vòng đấu giá, giá của huyết tinh ngẫu đã bị đẩy lên tới 150 tiên nguyên thạch, người ra giá này là một thân ảnh mập mạp. Mọi người nghe được giá đó tất cả đều im bặt, không có ai ra giá nữa. 160, Hàn Lập bắt đầu tham gia báo giá. 170, người có thân ảnh mập mạp quay đầu nhìn tới Hàn Lập, hừ một tiếng, lần nữa hô ra miệng. 190, Hàn Lập lại ra giá, ngữ khí bình tĩnh, một bộ nhất định phải có được đồ vật. 200, người có thân ảnh mập mạp hơi do dự một chút rồi ra giá áp đảo Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, nếu tiếp tục tăng giá từng chút một, sẽ không biết phải đấu với đối phương đến khi nào. 250, hắn quyết định tăng giá thêm 50 miếng tiên nguyên thạch, báo ra một cái giá khiến người khác phải kinh hãi. Thục thiên thánh kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập, rất nhiều người trong hội trường cũng đều nhìn về phái Hàn Lập. Huyết tinh ngẫu đạt tới 15 vạn năm tuổi tuy rằng chân quý vô cùng, nhưng cái giá này thực sự là quá cao đi, Hàn Lập không để ý đến mọi người xung quanh, tuy rằng hắn nhìn cây huyết tinh ngỗ trên đài không chớp mắt nhưng vẫn chú ý tới thân ảnh mập mạp kia. Người có thân ảnh mập mạp có chút do dự nhưng rồi không báo giá nữa. Bán được với giá như này, người có dáng lùn kia phi thường hài lòng, hỏi liên tiếp hai câu rồi lập tức tuyên bố quyền sở hữu của huyết tinh ngỗ. Hàn Lập buông lỏng tinh thần, thở nhẹ một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng tập hợp đủ tài liệu của Vạn Luân Đan, chỉ cần có một cây huyết tinh ngẫu, hắn có thể nhờ lục dịch thúc dục sinh trường. Hắn đang cân nhắc, vật đấu giá tiếp theo đã được đưa ra. Đây là một bộ tranh vẽ, phía trên vẽ lấy từng tòa núi cao, một con sông lớn cùng một tòa cung điện. Toàn thân hỏa quyển hiện ra màu lam, từ đó bộc phát ra một cỗ khí thức kỳ hàn. Rõ ràng là một kiện pháp bảo, hàn khí tản ra sen lẫn từng tia pháp tắc chấn động, lại là một kiện tiên khí có cấp bậc không thấp, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Chẳng qua ở một góc của hỏa quyển có chút tổn thương, không được toàn vẹn. Tiên khí Minh Hàn Sơn Hà Đồ, bên trong ẩn chứa huyền Minh Hàn khí cực kỳ cường đại, có thể phát ra nhiều loại công kích thuộc tính Hàn, đáng tiếc có chút tổn hại, giá khởi điểm 65 khối tiên nguyên thạch. Người dáng lùn tuyên bố, Hàn Lập nhìn hỏa quyền một cái, con mắt hơi sáng lên. Vật này xác thực bất phàm, ẩn chứa pháp tắc không kém thanh tiên kiếm màu lam lúc trước. Hơn nữa tiên khí hỏa quyền lại có rất nhiều hình thức công kích, luyện chế cũng khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc đồ vật này có chút tổn hại, giá trị bị giảm đi không ít, nhưng vẫn là một kiện bảo vật không tệ. Giờ phút này đã bắt đầu đấu giá, có khá nhiều người muốn sở hữu món đồ này, giá cả rất nhanh bị đẩy lên tới 90 tiên nguyên thạch. 95, Hàn Lập báo ra một cái giá. Hắn cũng cảm thấy có hứng thú với bức họa quyền này, nếu là giá tiền không cao cũng có thể mua được. 100 tiên nguyên thạch, một thanh âm vang lên, cách Hàn Lập không xa, chính là thiếu nữ mua được yêu hạch. Hàn Lập nhìn thoáng qua nữ tu đó, bắt đầu tính toán có hay không tiếp tục ra giá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm có chút cao nhọn lại vang lên. Ta ra giá 150 tiên nguyên thạch, thanh âm tới từ hàng thứ nhất trong hội trường. Hàn lập lắc đầu, quyết định buông tha vật này, giá tiền đã vượt qua chuôi tiên kiếm kia. Vài người có ý muốn mua hỏa quyển này cũng bắt đầu trầm mặc im lặng. chương 322, tranh đoạt giá trên trời. 200, vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, nếu tu đã lấy được viên yêu hạch kia cũng không hề buông tha, lại tăng giá lần nữa, hơn nữa còn nâng giá lên đến 50 tiên nguyên thạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều khẽ giật mình, không ít người nhìn về phía nữ tu lộ ra ánh mắt cổ quái. Đây cũng không phải vì 200 tiên nguyên thạch giá trị quá lớn, dù sao mọi người ở đây tu vi đều là chân tiên cảnh trung kỳ, tới tham gia đấu giá hội dưới mặt đất, tự nhiên cũng có thể lấy ra con số này. Chẳng qua là tiên nguyên thạch tác dụng rất lớn, ngoại trừ có thể nhanh chóng khôi phục hao tổn tiên linh lực, còn có thể gia tăng tốc độ đả thông tiên khiếu. Cho nên tu sĩ chân tiên cảnh vĩnh viễn thiếu tiên nguyên thạch, đối với việc sử dụng một khối tiên nguyên thạch đều đặc biệt cẩn thận, vì một món tiên khí bị tổn hại mà tiêu tốn 200 tiên nguyên thạch, thật sự lãng phí. Nhưng sự tranh đoạt song phương cũng không vì vậy mà dừng lại. 230, thanh âm bén nhọn một bước cũng không nhường, thong dong ra giá nói. 250, nữ tu cũng không chịu thua kém. 300, 350, hai người tựa như nhất định phải có hỏa quyền, không mảy may nhượng bộ. Trong nháy mắt nâng giá cả lên một con số khó tin. Những người khác thấy cảnh này, có chút đứng ngồi không yên, chỉ là một bộ tiên khí bị tàn phá mà thôi, giá trị tuyệt đối không cao như vậy, trừ khi bên trong kiện tiên khí này có bí mật gì. Có mấy người sau một phen suy nghĩ, lại tham gia vào đấu giá, trực tiếp đẩy giá lên 800 tiên nguyên thạch. Bất quá quyết tâm cùng tài lực của bọn người này đều không đủ, rất nhanh đã bị số tiền hai người kia nâng lên bỏ xa, đến cuối cùng vẫn là hai người cạnh tranh với nhau hàn lập trong mắt lóe lam quang dò xét kỹ càng hỏa quyển màu lam nhíu mày vô luận hắn dùng cách nào đều nhìn không ra hỏa quyển kia có gì đặc thù duy nhất có chút đặc biệt là bên trong hỏa quyển chứ huyền minh hàn khí nhìn hàn khí này dường như cũng không có gì khác lạ nhưng khi hắn dùng thần thức dò xét kỹ càng vài lần phát hiện dường như bản thân có một cảm giác đặc biệt loại cảm giác này hắn cũng không rõ ràng nếu phải nói rõ ra thì cảm giác giống với tinh viêm hỏa điều hắn lại nhìn hỏa trục một lúc sau bèn thu hồi ánh mắt vật ấy cùng hắn cũng không quan hệ gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không hao phí nhiều tiên nguyên thạch để có được. Một nghìn tiên nguyên thạch, thanh âm bé nhọn đã không còn sự thong dong có chút nghiến răng nghiến lợi hô. Một nghìn hai trăm, thanh âm nữ tu vẫn đang vô cùng bình thản, ta ra giá, một nghìn năm trăm, lúc này, thanh âm bé nhọn trầm mặc một lúc, cho đến khi thân ảnh lùn lùn trên đài cao tuyên bố đã đến lần thứ hai, lúc này mới lần nữa báo giá. Hai nghìn, nữ tu dường như đã mất kiên nhẫn, báo ra một cái giá khó thể tin được. Ở đây mọi người nhao nhao hít vào một ngụm lương khí, giá như vậy dùng để mua 10 món tiên khí cũng vẫn còn dư. Thanh âm bén nhọn có chút khó tin, một lúc sau mới mở miệng, hừ. Các hạ thật quyết đoán, nếu đã vậy, tấm minh hà tàn đồ này liền tặng cho ngươi vậy. Nói xong câu đó, người này liền đứng lên, quay người đi ra phía ngoài cửa. Hàn Lập nhìn theo thân ảnh người này rời khỏi, trong nội tâm suy đoán, người này có lẽ đấu giá không thành công muốn dùng một chút thủ đoạn cướp vật nên mới rời đi sớm để mai phục trăng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc nhìn nữ tu cách đó không xa. Người nọ bình tĩnh ngồi đó, không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không lo lắng. Gã lùn chủ chỉ dường như vẫn còn đang ngây người, cho đến lúc này mới tuyên bố quyền sở hữu Minh Hàn Sơn Hà Đồ. Mọi người ở đây tỏ vẻ tiếc nuối, coi như là nhìn một hồi náo nhiệt khiến người ta líu lưỡi. Đấu giá hội rất nhanh lại tiếp tục tiến hành, đồ vật kế tiếp xuất ra lại càng chân quý, các loại đồ vật hiếm có tầng tầng lớp lớp, Hàn Lập nhìn cũng động tâm không thôi. Chỉ tiếc những đồ vật này không phải là tài liệu đạo đan, về phần những bảo vật khác, trên người hắn tiên nguyên thạch tuy không ít, nhưng cũng không tính là giàu có gì, về sau còn muốn luyện đan, chỉ có thể dương mắt nhìn những thứ trước mặt này rơi vào tay người khác. Lại hơn nửa canh giờ trôi qua, kiện đấu giá cuối cũng đã có người sở hữu, đấu giá hội cũng tới khâu cuối cùng. Tốt rồi, đấu giá hội tới đây chấm dứt, ngay sau đây là thời gian tự do trao đổi. Chư vị đạo hữu có chân bảo trong tay đều có thể theo thứ tự lên đài cao trưng bày. Chúc cho quý vị đều đổi được vật mong muốn. Gã lùn chủ chỉ nói một tiếng, cùng hai người bên cạnh đi xuống khỏi bàn đấu giá. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang lập tức bay vụt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên đã tới trên đài đấu giá. Trong hội trường, mấy người đang muốn lên đài trước, trông thấy cảnh này đành tiếc nuối dừng bước. Loại trao đổi này càng lên sớm càng tốt, nếu không, trơ mắt nhìn bảo vật trước mắt chạy mất cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì. Hặc hặc, mấy vị đạo hiếu, tại hạ bất tài, liền vượt lên trước một bước. Trên đài, người nọ chắp tay với mọi người xung quanh, cười cười nói, thanh âm có chút già nua, tựa hồ là một lão giả. Mấy người thấy vậy, có chút bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi, chỉ có thân ảnh một gã gầy cao còn đứng tại chỗ, hướng lên đài chỗ người nọ đang đứng, hắc hắc một tiếng nói, hắc hắc, chính dương công pháp của khâu huynh độn tốc siêu tuyệt, mỗi lần gặp ở trao đổi hội, đều bị các hạ vượt lên trước ta tưởng ai, hóa ra là phú huynh cũng đã tới. Thật sự là có lỗi, tại hạ có nhu cầu cấp bách một kiện chân bảo. Trên đài, lão giả họ khâu cười nói, nam tử họ phú lắc đầu, cũng quay người ngồi xuống. Chư vị đạo hiếu, tại hạ lần này mang đến hai kiện đồ vật. Lão giả họ khâu nói qua, bàn tay khẽ lật, lấy ra hai hộp ngọc, phân biệt ở hai bên trái phải, một lớn một nhỏ. Theo tay áo của lão giả dơ lên, nắp hộp bị mở ra, hiện ra bảo vật bên trong. Trong hộp ngọc lớn là một cây linh thảo cao chừng một xích, hình như là một cây trúc nhỏ, lá cây còn rất ít, chỉ có 12 lá. Tương đối kỳ lạ là 12 lá cây này màu sắc không giống nhau, tỏa ra từng vầng sáng đặc biệt. Đây là một gốc thiên linh trúc diệp thảo, cây này cứ cách 1.000 năm dài ra một mảnh linh diệp, cây linh dược này đã 12 vạn năm tuổi. Về phần công hiệu của linh thảo này, chắc hẳn chư vị cũng đều biết, tại hạ sẽ không lắm lời. Ngay sau đó, lão giả họ khâu lại mở ra hộp ngọc còn lại, bên trong chứa một ít cát mịn kim sắc, tỏa ra kim quang trói mắt, mắt thường nhìn thẳng vào cơ hồ bị đau nhức. Cái này chính là Hạo Dương Huyền Kim Sa, tài liệu tuyệt hảo luyện chế phi kiếm kim thuộc tính, cũng có thể trộn lẫn tiên khí thuộc tính khác, tăng độ cứng cỏi, sắc bén cùng tốc độ. Lão giả họ Khâu tiếp tục giới thiệu, dưới đài một hồi náo nhiệt, hiển nhiên với hai loại đồ vật lão giả họ Khâu mang ra đều cảm thấy hứng thú. Gốc Thiên Linh trúc diệp thảo này, tại hạ muốn đổi lấy một cây thông mạch thảo 10 vạn năm, về phần hạo dương huyền kim sa, tại hạ muốn đổi lấy một loại linh tài ẩn chứa pháp tắc thổ thuộc tính. Lão giả họ khâu dừng một chút, nói ra yêu cầu của mình. Ánh mắt hàn lập có chút lập lè nhìn về phía thiên linh trúc diệp thảo. Thiên linh trúc diệp thảo chính là một loại linh thảo ẩn chứa một tia độc pháp tắc, coi đây như là thuốc dẫn, trên lý thuyết có thể tạo ra thuốc giải mang tên vạn độc linh đan, dược viên của hắn mặc dù có một vài linh thảo giải độc, nhưng hiển nhiên không thể mang ra so sánh với vật này là thiên địa kỳ chân. Chỉ tiếc là thông mạch thảo kia, hắn chưa từng nghe nói qua, mà loại linh dược như vậy, đối phương tất nhiên sẽ không dùng tiên nguyên thạch để trao đổi rồi. Về phần Hạo Dương Huyền Kim Sa, hắn ngược lại là không thèm để ý tới. Đúng lúc này, một gã tu sĩ thân gầy đứng lên, phát tay phát ra ánh sáng màu đỏ, bao trùm một cái hộp ngọc rơi vào trên đài đấu giá. Đạo Hữu nhìn xem gốc thông mạch thảo của tại hạ như thế nào. Lão giả họ Khâu cầm lấy hộp ngọc, mở ra một khe hở nhỏ, lập tức khép lại, linh hoạt nói thành giao sau đó hắn vung tay lên, mang theo một tia sáng trắng, đưa gốc thiên linh trúc diệp thảo đến bên cạnh tu sĩ thân gầy. Hàn lập thấy cảnh này, thở dài tiếc nuối. Lão giả họ khâu cầm lấy hộp hạo dương huyền kim xa hỏi mấy lần, thấy không có người lên tiếng, đành phải thu hồi đi xuống đài. Người này vừa đi xuống, một đạo độn quang lục sắc liền bắn tới, vượt lên trước bước lên đài, lại vừa vặn là nam tử họ phú. Ha ha, tại hạ không giàu có như vậy, lần này chỉ mang tới một vật là thất linh phá chướng hương, đối với việc đả thông tiên khiếu của tu sĩ chân tiên cảnh giúp ích không nhỏ, khi trùng kích tiên khiếu, mang hương này đốt lên, có thể tăng một thành xác suất thành công. Nam tử họ phú lấy ra một hộp gỗ, sau khi mở nắp ra, bên trong là một luồng hương giao nhau màu đen đỏ, mặc dù không hề đốt, nhưng có một cỗ hương thơm kỳ dị tản ra xung quanh. Mọi người ở bên dưới thấy vậy, hầu như ánh mắt đều rơi vào luồng hương đen đỏ bên trên, sắc mặt lộ ra vẻ nóng bỏng. Loại linh vật có công hiệu trợ giúp đột phá cảnh giới này, Tự nhiên là được hoan nghênh vô cùng. Tại hạ muốn dùng hương này đổi lấy một quả Thiên Mang Xạ Hương quả. Nam tử họ Phú dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người, nói ra yêu cầu. Đối với vật này này Hàn Lập không biểu hiện ra vẻ hứng thú, hắn từ trước tới nay dựa vào lượng lớn đan dược quý hiếm trùng kích tiên khiếu, nếu có hương này cũng chỉ như thêu hoa dệt gấm, ngược lại cũng không cần thiết, dù sao hương này cũng không có cách nào dùng tiểu bình sinh sôi thêm. Thất Linh Phá Trướng Hương tuy rằng chân quý, nhưng Thiên Mang Xà Hương Quả cũng đồng dạng là vật không dễ gì có được, nam tử họ Phú hỏi mấy lần, hiện trường cũng không có ai lên tiếng. Gặp tình huống này, bên dưới đài không ít người đưa ra linh vật khác trao đổi hoặc là trực tiếp dùng tiên nguyên thạch, đáng tiếc nam tử họ Phú trực tiếp cự tuyệt, rất nhanh liền đi xuống. Trao đổi hội tiếp tục tiến hành, người vừa ngồi xuống liền có người bước lên, biểu hiện ra mình muốn trao đổi vật, nếu vận khí không tệ, trao đổi đến khi có vật ưa thích hoặc đối phương xuất ra một vật khác nhưng vượt xa đồ mong muốn cũng đồng ý mà đa phần đồ vật chỉ là lên trưng bày một phen, cũng không trao đổi thành công. Cái này cũng bình thường, dù sao đấu giá hội này quy mô cũng không lớn, tham gia cũng không phải là tán tiên, bên ngoài đều là người có thân phận, cho nên muốn tìm vật gì cũng không phải tùy ý mua vật bình thường, nếu không thì cũng chẳng tham gia trao đổi hội rồi. Hàn lập lẳng lặng ngồi chờ, không tranh đoạt lên đài trước sau với những người kia, nhìn xem từng kiện kỳ chân dị bảo trước mắt trôi qua, coi như mượn cơ hội này mở rộng tầm mắt một chút trong quá khứ cũng không có nhiều cơ hội như vậy mà trao đổi hội càng đến giai đoạn giữa về sau người lên đài cũng không còn nối tiếp nhau nữa có khi người trước vừa lui xuống qua một đoạn thời gian mới có người khác lên đài hàn lập thấy một người vừa trở về chỗ ngồi thấy xung quanh không ai muốn lên nữa đang muốn đứng dậy đã thấy một tia hắc quang trước mắt bay ra hạ xuống trên đài trên người này hắc khí cuồn cuộn cách một tầng linh quang vẫn cảm nhận được một cỗ âm sát chi khí mãnh liệt tràn ra Hàn Lập thấy vậy, cũng không nói thêm gì, trực tiếp trở về chỗ ngồi, ánh mắt cùng với mọi người giống nhau, đều rơi vào trên bóng người hắc quang kia, muốn xem thử người này về sau mới ra tay, không biết muốn xuất ra vật gì trao đổi. chương 323, người biết hàng, bóng người trong hắc quang không nói lời nào lấy ra hai cái hộp bằng đá, đặt trên đài đấu giá, tay áo khẽ dơ lên hướng về phía dưới, đánh về phía nắp hộp, lộ ra vật bên trong, gồm có một khối tinh thể toàn thân tỏa ra từ sắc quang mang, cùng với một quả cầu nhìn vô cùng cổ quái, toàn thân đen kịt. Khối tinh thể kia lớn chừng nắm tay, mặt ngoài gồ ghề, toàn thân bao trùm trong tử sắc lôi điện. Những lôi văn này liên tục lóe lên từng đợt tử sắc lôi điện, dường như được tạo thành từ lôi điện cổ thể, tỏa ra từng đợt khí tức lôi điện. Về phía viên cầu đen kịt kia, nhìn sơ qua cũng không thấy có gì lạ, nhưng nếu quan sát kỹ thì phát hiện bên ngoài tỏa ra một tầng hào quang màu đen vô cùng âm u, dường như ánh sáng xung quanh cũng bị nó hấp thu hết, lộ ra vẻ thập phần thần bí một khối lôi phách tinh, đổi một kiện tiên khí lôi thuộc tính, hoặc 300 tiên nguyên thạch. Một viên thái nhất âm nê, đổi lấy âm long tham 10 vạn năm. Người này kiệm lời nói ra, Hàn Lập thấy vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, tự cho rằng từ khi hắn gia nhập trúc long đạo kiến thức đã tăng nhiều, các loại linh tài của chân tiên giới cũng hiểu biết không ít, hiện tại xem ra hắn còn kém xa. Tên của hai loại linh tài trước mắt này, hắn mới nghe thấy lần đầu. Đang cân nhắc, hắn liếc nhìn hai kiện vật phẩm bên trên, mắt hắn dừng lại ở viên cầu đen kịt một chút sau đó rất nhanh chuyển qua khối tinh thể tử sắc viên cầu đen kịt kia nhìn qua biết là loại bảo vật cực âm đối với bản thân hắn thì không có chỗ hữu dụng trái lại tinh thể tử sắc lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc vật ấy ẩn chưa bên trong là lôi điện lực rất giống với tử sắc lôi điện trong tử sắc ngọc trai hàn lập càng nhìn càng cảm thấy tương tự không khỏi tự suy đoán chẳng lẽ vật này cũng xuất phát từ lôi bạo hải dương hơn nữa tinh thể tử sắc tuy rằng không lớn nhưng bên trong ẩn chứa lôi điện lực rất đáng sợ so với tử sắc ngọc trai còn có phần to lớn hơn chỗ sâu nhất trong tinh thể kia mơ hồ còn có một tia chấn động thần hồn phát ra dường như do lôi điện lực quá nồng đậm đã xuất hiện một chút linh trí hàn lập nhìn kỹ tinh thể lôi điện này trong đầu suy nghĩ một chút vào lúc này thân hình hắn đột nhiên chấn động có một giọng nói vang lên trong đầu hàn đạo hữu khối lôi phách tinh này nhất định phải có được vật này đối với ta rất quan trọng Giải đạo nhân chẳng biết đã tỉnh lại lúc nào, thông qua tâm thần liên hệ với Hàn Lập. Từ lần dung hợp với bộ tiên khối lỗi tới nay, giải đạo nhân rơi vào trạng thái ngủ say, Hàn Lập đã thử liên hệ mấy lần, nhưng đều không có hồi đáp. Giải đạo hữu khối lôi phách tinh này rốt cuộc là vật gì, đối với người có tác dụng gì? Hàn Lập truyền âm hỏi, lôi phách tinh là một loại bảo vật chỉ có ở địa phương chứa lôi điện lực thật nồng đậm mới sản sinh ra, bên trong không có gì ngoài lôi điện lực, trong đó còn trộn lẫn một tia thần hồn đặc biệt. Vật này không chỉ có tác dụng với người tu luyện công pháp lôi điện, tu sĩ khác đeo ở trên người cũng giúp tu bổ thần hồn, tránh tâm ma quấy nhiễu. Những ngày qua ta cố gắng dung hợp triệt để với bộ tiên khôi lỗi, nhưng tiến triển rất chậm chạp, vật này với ta có lợi ích rất lớn, có nó sẽ giúp ta nhanh chóng nắm giữ được bộ tiên khôi lỗi. Giải đạo nhân giải thích, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, tại thời điểm Hàn Lập cùng Giải đạo nhân trao đổi tu sĩ ở đây đều sử dụng khả năng riêng của mình để đánh giá hai kiện đồ vật xuất hiện trên đài, nhưng cũng không có người mở miệng, tựa hồ đại đa số mọi người ở đây đều chưa nghe nói qua hai kiện đồ vật này. Bóng người màu đen cứ như vậy đứng trên đài không nhúc nhích, lại không nói gì nữa, cũng không có mở miệng thúc giục. Các hạ không giới thiệu một chút hai kiện linh tài này sao? Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, lôi phách tinh, thái nhất âm nê, hai cái tên này ta chưa từng nghe qua. Sau một lúc lâu, một thanh âm khàn khàn phá vỡ trầm mặc hai kiện đồ vật này chỉ đổi cho người biết xem hàng. Trên đài, bóng người màu đen nhàn nhạt, nhạt nói ra. Dưới đài, người hỏi nó nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Vào thời khắc này, bạch ảnh lóe lên, một bóng người bay vụt lên trên đài cao, hiện ra một thân ảnh, đúng là hàn lập. Lôi phách tinh ta muốn, đây là 300 tiên nguyên thạch, các hạ cầm lấy. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho bóng người màu đen. Đợi một chút, ta có một kiện tiên khí lôi thuộc tính dùng kình lôi cương luyện chế, ta đổi khối lôi phách tinh này. Vào lúc này, một thân ảnh tu sĩ dáng người có chút mập mạp bay vụt lên đài cao, lấy ra một kiện tử thanh phi xoa, phía trên điện quang lượn lờ, cực kỳ chói mắt. Bóng người màu đen sừng sốt một chút, nhìn túi chữ vật của Hàn Lập cùng chuôi tử thanh phi xoa, sau đó không nói một lời thu hồi túi chữ vật, đưa khối lôi phách tinh cho Hàn Lập. Đợi một chút, vị đạo hữu này, nếu ta đoán không lầm, người có lẽ càng muốn một kiện tiên khí lôi thuộc tính A. Tu sĩ hơi béo biến sắc, vội vàng nói với bóng người màu đen không sai bất quá ngươi tới hơi chậm trễ rồi bóng người màu đen sử dụng một loại khẩu khí nhàn nhạt, nhạt như trước nói ra các hạ chớ có hối hận tu sĩ béo nghe vậy ngẩn ngơ liếc nhìn đánh giá bóng người màu đen dường như không nghĩ tới đối phương sẽ làm như thế nhưng vẫn lật tay thu hồi từ thanh phi xoa quay người bay trở về chỗ ngồi hàn lập nhìn bóng người màu đen trong nội tâm có chút kinh ngạc cũng cảm thấy khâm phục có thể kiên định lời nói của mình hơn nữa người làm được như thế bất kể là tại nhân giới, linh giới, hay là chân tiên giới hôm nay, đều vô cùng khó gặp. Dù sao đối với với một gã tu sĩ cao dài chân tiên cảnh trung kỳ, chỉ cần chịu hao phí tinh lực, tích lũy 300 tiên nguyên thạch chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng một kiện tiên khí thì chưa hẳn rồi, nhất là tiên khí ẩn chứa lôi chi pháp tắc. Đối phương có lẽ giống giải đạo nhân, cũng là người biết được giá trị lôi phách tinh, nhưng đối với kiện tiên khí lôi thuộc tính có chút không nỡ bỏ, vậy mới khiến chính mình chiếm được tiên cơ những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn, đồng thời hắn cũng nhẹ gật đầu với bóng người màu đen, sau đó quay trở về chỗ ngồi. Mau đưa lôi phách tinh cho ta, Hàn Lập vừa ngồi xuống, thanh âm giải đạo nhân có chút không thể chờ đợi được vang lên trong đầu hắn. Hàn Lập không nói thêm gì, tâm niệm vừa động, liền đưa lôi phách tinh trong túi chữ vật đến chỗ giải đạo nhân. Kim sắc lôi quang trên người giải đạo nhân lóe lên, lôi phách tinh chui vào thân thể y, biến mất không thấy gì nữa. Xong khi Hàn Lập trở lại chỗ ngồi xuống, hắn hơi ngẩn ra chỗ ngồi thuộc thiên thánh kế bên bỗng nhiên trống rỗng người này chẳng biết đã rời đi từ lúc nào hai mắt hắn nhìn chung quanh các nơi hội trường đều không có thân ảnh thuộc thiên thánh có lẽ đã rời khỏi đây lông mày hàn lập có chút nhân lại nhưng lập tức lại giãn ra trên đài cao thân ảnh hát sắc kia lại chờ trong giây lát thấy không có ai lên tiếng liền cầm lấy hộp thái nhất âm nê thả người bay xuống dưới hàn lập thấy vậy lập tức đứng lên thân hình khẽ động liền muốn bay lên đài các hạ là lệ đạo hữu a một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến theo đó làn gió thơm bay qua một thân ảnh được bạch quang bao phủ đi qua ngồi xuống vị trí cũ của thuộc thiên thánh chính là nữ tu vừa rồi ra giá cao lấy được minh hà tàn đồ ngươi là hàn lập dừng thân hình nhướng mày hỏi các hạ có thể thư thả một chút thời gian không nữ tu không trả lời hàn lập khẽ cười một tiếng nói hàn lập trần chờ một chút sau đó ngồi xuống nhẹ gật đầu Tiểu nữ vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy, người cùng vị đạo hữu mới ngồi ở chỗ này giao dịch phi vân hỏa tinh, không biết trên người lệ đạo hữu còn có loại hỏa tinh này không, tại hạ nhu cầu cấp bách cần vật ấy, không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích hay không. Về giá tiền tuyệt sẽ không làm người thất vọng, như khối lớn bằng nắm đấm khi nãy, tiểu nữ nguyện ý ra giá 100 tiên nguyên thạch, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ngữ khí nữ tu thành khẩn nói, các hạ tựa hồ biết rõ trên người ta có bao nhiêu phi vân hỏa tinh, còn biết cả họ của ta chắc là thuộc thiên thánh nói cho người a à. hàn lập nghe vậy ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại nữ tu do dự một chút nhẹ gật đầu nói đúng là ta mới vừa mới thăm dò từ người nọ hàn lập nghe vậy mặt không đổi sắc nhưng ý niệm trong đầu chuyển động phi vân hỏa tinh tuy là linh tài cực kỳ quý trọng hắn lại có không ít vật ấy đối với hắn trước mắt coi như có cũng được mà không có cũng không sao cũng có thể bán đi đổi lấy tiên nguyên thạch chẳng qua ngày sau nói không chừng lại sử dụng đến hiện tại bán mất khó chắc là về sau sẽ không hối hận. Hàn đạo hiểu, đáp ứng nàng, thanh âm giải đạo nhân đột nhiên vang lên, ánh mắt hàn lập khẽ nhúc nhích, truyền âm hỏi, vì sao? Việc này chờ ta dung hợp triệt để kim tiên khôi lỗi, sau sẽ nói cho người biết, hiện tại đáp ứng trước người này. Giải đạo nhân nói ra, nói xong, thanh âm giải đạo nhân yên lặng lại lần nữa. Nghe giải đạo nhân nói có chút không minh bạch, hàn lập nhíu mày, nhưng chỉ suy nghĩ một chút liền nhìn nữ tu gật đầu nói tốt ta có thể bán cho ngươi. Quyết định của các hạ tuyệt đối là sáng suốt, giá tiền này chỉ sợ sẽ không có người có thể ra được. Ngữ khí nữ tu mặc dù có chút trong trẻo, lạnh lùng, nhưng có thể nghe được trong đó trộn lẫn vẻ vui sướng. Hàn lập không nói thêm gì, một tay phất trên túi chữ vật một cái. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lòng bàn tay hắn nhiều ra một cái túi chữ vật, đưa cho nữ tu. Nữ tu tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, sau đó không chút trần chờ vung tay lên, lòng bàn tay nhiều ra một cái túi chữ vật, đưa tới hắn. Hàn lập tiếp nhận túi ấy, nhìn thoáng qua, liền gật đầu nhẹ với đối phương. Nữ tu ôm quyền thi lễ với Hàn lập lần nữa, sau đó quay người đi lại chỗ ngồi lúc trước. Hàn lập nhìn dáng đi thướt tha của nữ tu, lông mày lơ đãng nhíu một chút. Tuy rằng cách màn sáng, nhưng thần thức của hắn quá mức cường đại, vẫn nhìn xuyên thấu màn sáng thấy mơ hồ thân ảnh nữ tu, dường như mình đã gặp ở nơi nào. Đúng rồi, là cô gái che mặt mặc hồng y, hàn lập lập tức nghĩ tới không chỉ như thế nữ tử che mặt quần đỏ vô tình gặp lúc trước cho hắn một loại cảm giác quen thuộc lúc này gặp ở chỗ này lần thứ hai loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt vào thời khắc này phía trên đài cao một tu sĩ đang đi xuống hàn lập không nghĩ tiếp những chuyện này thân hình lóe lên đã rơi vào trên đài cao lấy ra một ít tài liệu quý trọng giải thích rõ cần đổi một ít linh dừa cần thiết để luyện đan đáng tiếc mặc dù nơi này là trao đổi hội cao cấp vẫn không có người có những tài liệu này ở trên đài chờ một lát, Hàn Lập Đành phải tiếc nuối xuống đài. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ sau, lúc tu sĩ cuối cùng trên đài đi xuống, trao đổi hội dưới mặt đất cuối cùng cũng kết thúc. Hàn Lập đi vào hậu trường, thanh toán xong tiên nguyên thạch trước đã đấu giá huyết tinh ngẫu, hoàn thành giao dịch. Hắn kiểm tra một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào một cái hộp ngọc, dán lên mấy cái phù lục, sau để vào bên trong vòng tay chữ Phật. Chương 324: Luyện hóa. Không lâu sau, Hàn Lập đã xuất hiện trên một con phố tương đối vắng vẻ trong Bạch Ngọc Thành. Hàn Đạo Hữu ta cần bố trí một tòa pháp trận để luyện hóa lôi pháp tinh này. Giọng nói của giải đạo nhân vang lên trong đầu hắn, cần ta chuẩn bị gì không? Hàn Lập vừa di chuyển vừa sử dụng thần niệm, ngay sau đó, một tin tức khác truyền vào đầu hắn, chính là phương pháp bày trận cùng danh sách tài liệu cần thiết. Ta hiểu rồi, sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, sau đó quay về xích hà phong chuẩn bị cho ngươi một gian mật thất. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Tuy rằng một số tài liệu được nêu ra thật không dễ tìm, vào lúc bình thường át hẳn khiến hắn tiêu phí một phen công phu. Có điều lúc này tất cả thương hội trên khắp đại lục cổ vân, thậm chí còn có thương hội đến từ đại lục xung quanh đều đang tụ tập tại Bạch Ngọc Thành, lại thêm vô thường minh chuẩn bị sắp xếp, tin rằng chỉ cần bỏ ra thật nhiều tiên nguyên thạch là có thể thu thập đầy đủ. Về phần bố trí pháp trận, thoạt nhìn có chút phức tạp nhưng cũng không khiến họ hàn quá mức bận tâm. Không cần phiền toái như vậy, tiến hành tại mật thất khách điếm là được ta cũng gần như giải quyết được vấn đề với bộ khôi lối kia có lẽ phải ở nơi này mấy ngày đấy giải đạo nhân nói ra hàn lập gật đầu nhẹ sau đó bay nhanh về phía cửa hàng gần nhất đến khi màn đêm buông xuống hắn mới trở lại khách điếm đang ở hàn lập lật tay lấy ra một đống trận kỳ nhìn như tùy ý vung lên tất cả trận kỳ bay ra bốn phía rơi xuống góc phòng tạo thành hàng lối kỳ lạ theo từng tràng lẩm bẩm trong miệng của hắn vô số tầng sáng hoặc mỏng hoặc dày bắt đầu hiện lên bao phủ toàn bộ mật thất, tựa như một cái thùng sắt. Làm xong mọi thứ, Hàn Lập mới phất tay phóng ra một luồng thanh quang, di chuyển giường ghế trong phòng sang một góc, để trống ở giữa một khoảng sau đó lấy ra một ít tô lôi một cùng vô số đồ vật đủ mọi màu sắc. Ồ, Hàn Lập chợt động thần sắc, đơn tay khẽ chuyển lấy ra một tấm linh phù màu tím từ trong vòng tay chữ vật, bên trên chằng chịt đường vân ngân sắc, chính là thanh phong tỏa tiên phù. Nữ tử hồng sam che mặt chẳng phải chính là cam cửu chân, người đã tặng hắn thanh phong tỏa tiên phù sao. Tuy rằng khí thức của nàng và cam cửu chân có chút khác biệt, có thể là do đối phương tận lực cải biến nên mới khiến hắn không nhận ra ngay. Cam cửu chân, sao tam, và lân tam đều mang mặt nạ đỏ thắm tượng trưng cho thành viên cao dai của vô thương minh, không ngờ bọn họ đều cùng đi tới Trúc Long Đảo. Hàn lập thì thào tự nói sau đó lắc đầu thu hồi thanh phong tỏa tiên phù, không để ý tới nữa. Hắn và cam cửu chân cũng không tính là thâm giao, đối với lý do khiến nàng tiến vào Trúc Long Đạo cũng không có lý do để nghĩ đến. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hàn Lập bắt đầu khắc họa lên đất. Trải qua hai ba canh giờ bận rộn, cho đến lúc hừng đông, mặt đất vốn dĩ trống rỗng đã xuất hiện pháp trận hình tròn rộng chừng 10 trường. Chính giữa hiện lên vô số linh văn, câu lôi một bốn phía phát sáng rực rỡ tựa như sẵn sàng bộc phát. Hàn Lập thở dài, đưa tay vỗ lên túi chữ vật. Một đạo kim quang bắn ra, rơi xuống trung tâm pháp trận, chính là giải đạo nhân. Giải đạo nhân nhìn quanh một chút sau đó gật nhẹ đầu với hắn rồi khoanh chân ngồi xuống giải đạo hữu có cần hàn mỗ hộ pháp hay không? Hàn lập chợt hỏi, không cần, mình ta là đủ. Giải đạo nhân từ chối một cách nhẹ nhàng. Vậy ngươi bảo trọng, hàn lập nghe vậy, gật nhẹ đầu. Còn mấy ngày nữa mới đến thời điểm đệ nhất đạo chủ giảng đạo, họ hàn còn muốn nhân cơ hội thu thập một ít tài liệu về đạo đan. Nếu không cần thiết, quả thật hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Giải đạo nhân không chỉ hoãn thêm, lập tức bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm Đùng! từng tia sấm sét thô to ánh kim phóng tới ngực y sau đó nhanh chóng tràn ra khắp nơi trên cơ thể. Pháp trận trên đất cũng hiện ra từng đạo quang mang kim sắc, tạo thành phù văn lôi điện vô cùng huyền ảo, hô ứng với quang điện trên người khôi lỗi, hơn nữa còn bắt đầu xoay tròn một cách chậm rãi. Trong chớp mắt, lấy giải đạo nhân làm trung tâm, một lôi cầu kim sắc mang theo vô số quang điện thỉnh thoảng bắn ra chung quanh. Cũng may là gian phòng này đã được thiết lập 5 tầng cấm chế. Số lôi điện dò dỉ đều bị cấm chế ngăn cản. Hàn Lập cũng không vội rời đi mà đứng bên cạnh quan sát một chút. Nương theo từng tiếng nổ mạnh trên đầu giải đạo nhân, từng tia tử sắc lôi điện như điện xà bắt đầu phóng tới, vây bọc đầu y vào giữa. Bên trong tử sắc lôi điện, có thể thấy được một hư ảnh mơ hồ, chính là lôi phách tinh kia. Tử sắc lôi điện có chút khác với lôi điện mà hạt ngọc phát ra lúc trước, càng thêm óng ánh long lanh. Uinh uinh rầm rầm, tử sắc lôi điện nhảy lên chính giữa, nhanh chóng lan tràn trên người giải đạo nhân, những nơi đi qua, các vị trí trên khôi lỗi tản mát ra quang mang càng phát ra sáng ngời, tựa hồ bị đả thông một ít điểm mấu chốt. Hàn lập thấy tình hình này, khẽ vuốt cầm, tính quay người đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hư ảnh lôi phách tinh trên đầu giải đạo nhân nhảy lên mãnh liệt, tử sắc lôi điện bỗng nhiên đại thịnh, lan tràn nhanh trên thân thể, hơn nữa từng đạo tử từ sắc lôi điện bay tán loạn phóng ra, kết hợp với kim sắc lôi cầu ở bên ngoài. Kim sắc lôi cầu nguyên bản đang yên lặng, đột nhiên nổi lên sóng gió, phía trên phồng lên một vị trí thật lớn phanh một tiếng vang thật to, vị trí phồng lên bạo liệt ra, từng đạo kim sắc lôi điện sen lẫn tử sắc lôi điện bay vụt tứ tán, đánh vào đạo cấm chế màu xanh thứ nhất. Xoẹt, cấm chế màu xanh chỉ duy trì được một hai hơi hô hấp, liền bị nổ nát, xé rách ra. Hai màu lôi điện còn lại tiếp tục bắn ra, đánh vào tầng cấm chế màu vàng thứ hai. Quang mang cấm chế màu vàng nhanh chóng ảm đạm, trở nên mỏng manh, nhìn muốn vỡ vụn lần nữa. Không chỉ như thế, trên kim sắc lôi cầu thứ hai phồng lên một điểm cực lớn rồi phịch một tiếng, vỡ vụn lần nữa. Tiếng nổ vang mãnh liệt, từng đạo hai màu lôi điện càng thêm thô to phóng đến bốn phương tám hướng. Nhìn kịch biến liên tiếp xảy ra trước mắt, lông mày hàn lập khẽ nhăn lại. Sau một khắc, hắn đứng nguyên chỗ quay tít một vòng, quanh người hiện ra bốn hư ảnh thánh thú cực lớn, huyền vũ, lôi bằng, cự viên, thần long. Đồng thời hư ảnh tứ đại thánh thú há to cái miệng rộng, mỗi loại phun ra hắc, ngân, hoàng, hồng, bốn sắc quang mang, chui vào bốn tầng cấm chế chung quanh. Bốn tầng cấm chế dường như ăn đại thuốc bổ, lập tức hào quang tỏa sáng, tăng thêm gấp mấy lần, tầng màn sáng màu vàng nguyên bản ảm đạm lập tức khôi phục sáng ngời, hơn nữa phía trên mơ hồ hiện ra một hư ảnh cự viên. Tiếng đùng đùng vang lên không dứt, từng đạo lôi điện vừa thô vừa to đánh lên màn sáng màu vàng, phát ra thanh âm len keng cực lớn, như đánh vào tấm kim thạch. Quang mang trên màn sáng màu vàng lần nữa chợt hiện, hư ảnh cự viên phía trên rất nhanh ảm đạm xuống, nguyên bản màn sáng dày đặc, lần nữa trở nên mỏng manh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm nghị, trong miệng lẩm bẩm, hai tay luân phiên bấm niệm pháp quyết. Quang mang màn sáng bốn tầng cấm chế lập lòe một lát, xoẹt một tiếng, từng vòng quầng sáng bốn màu từ trong cuốn ra, nhộn nhạo phóng ra bốn phương tám hướng. Quang mang lập lòe một lát, màn sáng bốn tầng cấm chế thình lình hòa làm một thể, hóa thành một đạo màn sáng bốn màu khoảng chừng mấy xích, tản mát ra hào quang bốn màu như kim loại. Vừa mới hình thành, Từng đạo lôi xà hai màu tử kim nhau nhau đánh vào màn sáng, nhưng mặt ngoài màn sáng bốn màu linh quang lưu chuyển xuống, làm cho những lôi điện này nguyên bản táo bạo phảng phất như là châu đất xuống biển, tiêu tán không thấy. Màn sáng bốn màu chẳng qua rung rung nhẹ nhàng vài cái, không có chút dấu vết vỡ vụn nào. Sắc mặt Hàn Lập buông lỏng, nhưng tay vẫn không ngừng bấm pháp quyết. Thời gian trôi qua, hư ảnh trên người tứ đại thánh thú càng phát ra rõ ràng, tiếp tục phun ra bốn màu cột sáng nhau nhau dung nhập vào bên trong bốn màu màn sáng khiến cho nó càng thêm củng cố từ đầu đến cuối hai mắt giải đạo nhân nhắm nghiền ngồi ở trung tâm pháp trận quanh thân điện quang lượn lờ tựa hồ hoàn toàn không biết gì đối với tình huống chung quanh hàn lập thấy vậy không khỏi có chút im lặng nếu hắn không kịp thời ra tay ngăn chặn với uy lực của lôi điện chi lực khi nãy đủ để xé rách bốn đạo màn sáng cấm chế còn lại đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ khách sạn đều bị hủy diệt bí mật khôi lỗi kim tiên cũng bị bại lộ ra ngoài hàn lập suy nghĩ một lát Thông qua truyền âm hỏi thăm một chút tình huống bên trong, nhưng giải đạo nhân không có đáp lại, căn bản là không nghe thấy. Hàn lập ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là lúc đầu muốn rời khỏi, tự nhiên cũng cải biến ý định, lưu lại nhìn kỹ rồi hãng tính. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nháy mắt qua hai ba canh giờ. Đỉnh đầu giải đạo nhân bay ra từ sắc lôi điện, chẳng những không có giảm đi chút nào, ngược lại càng phát ra nồng đậm sáng ngời. Kim sắc lôi cầu chung quanh càng phát ra không ổn định, kịch liệt cuồn cuộn từng đạo kim tử lôi điện càng thêm vừa thô vừa to đánh tới bốn phương tám hướng, hơn nữa không có ý dừng lại chút nào. Hàn Lập đứng ở một góc phòng, tay bấm niệm pháp quyết, duy trì màn sáng bốn màu, sắc mặt có chút âm trầm. Nếu tình huống tiếp tục như vậy, hắn hiển nhiên không cách nào rời khỏi rồi. Ba ngày sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, vẫn như cũng duy trì màn sáng bốn màu. Ở trung tâm pháp trận, lúc này toàn thân giải đạo nhân đã bị tử sắc lôi điện bao bọc, giống như hình thành một kiện áo giáp từ sắc lôi điện. Pháp trận hình thành kim sắc lôi cầu cũng phát triển lớn hơn rất nhiều, hầu như chiếm nửa cái phòng, kim sắc lôi điện lưu chuyển, không có dấu hiệu chấm dứt chút nào. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc càng âm trầm, đại hội truyền giảng hôm nay liền muốn bắt đầu, giải đạo nhân chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt, nếu tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đại hội truyền giảng lần này. Sớm biết như thế, ngày đó hắn liền mang giải đạo nhân phản hồi xích hà phong rồi, cấm chế ở động phủ đó là hắn bố trí năm này tháng nọ mới thành, uy lực hơn xa nơi đây, mặc dù không có người hỗ trợ bên cạnh, có lẽ vẫn đủ ngăn cản lôi điện chi lực bốn phía. Hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn, bất luận thế nào hắn cũng không thể tùy tiện rời khỏi vào lúc này, nếu không vô cùng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, pháp trận lôi điện bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, vô số phù văn lôi điện trong pháp trận hiện ra. Một màn này rơi vào trong mắt Hàn Lập làm nội tâm hắn khẽ động, vội vàng theo âm thanh nhìn lại. Liên tiếp tiếng nổ vang rền đùng diễn ra sau đó, nguyên bản tử sắc lôi điện phân bố quanh người giải đạo nhân bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó đều lóe lên chui vào trong cơ thể, kim sắc lôi cầu chung quanh cũng kịch liệt chấn động, sau đó vạn đạo kim sắc lôi điện như trường kình hấp thủy đảo lưu quay về, nhao nhao từ sau đến trước chui vào trong cơ thể y. Chương 325, một hơi 10 khối. Trong trận pháp, toàn thân giải đạo nhân tỏa ra quang mang ba màu hoàng, kim, tử vô cùng đẹp mắt ba màu sắc ở cùng một chỗ, không xung khắc, ngược lại đang dung hợp từng chút một, làm cho người ta có cảm giác như nước và sữa hòa vào nhau. Ba màu linh văn bên ngoài như vật sống, di chuyển không ngừng, lúc thì tụ lại một chỗ, hình thành nên từng cái pháp trận, nhưng ngay lập tức lại phân tán, nhìn qua vô cùng huyền diệu. Từ bên trong tỏa ra một tiêu uy áp của cấp bậc kim tiên, hơn nữa bình ổn vô cùng, không có chút cảm giác bất ổn nào. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, động tác trên tay cũng không ngừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong phòng màn sáng tỏa hào quang bốn màu, không cho linh áp của Kim Tiên lọt ra bên ngoài chút nào. Thân hình giải đạo nhân khẽ động, mở mắt, trong đôi mắt tỏa ánh sáng chói mắt, khiến người khác không thể tập trung nhìn thẳng. Vù, vù, hai đạo hào quang chói mắt bắn ra, cứ thế phá hỏng màn sáng bốn màu xung quanh, tạo ra hai lỗ hổng lớn. May mà hai đạo hào quang này bắn lên hướng trên, cũng không có tổn hại tới người khác. Hàn lập lại càng hoảng sợ, vội vàng thi pháp Màn sáng bốn màu bị xuyên thủng ngay lập tức được tu bổ. Hai đạo hào quang bay thẳng lên không trung Bạch Ngọc Thành, bất chợt nổ tung. Thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, không gian phía trên tòa thành chỉ chợt hiện ra ba đạo vòi rồng hoàng kim, tử, tỏa ra một cỗ linh áp cực kỳ to lớn khiến người khác phải giật mình. Ba cỗ vòi rồng gào thét như muốn xé rách không trung, những nơi chúng đi qua tiếng sấm cuồn cuộn, thành thế cực kỳ kinh người. Tu sĩ Bạch Ngọc Thành thấy không trung xuất hiện dị tượng kinh người như vậy, sắc mặt ai nấy lập tức đại biến uy áp thật đáng sợ đây tuyệt đối không phải tu sĩ chân tiên cảnh có thể tạo ra được chẳng lẽ là có vị đạo chủ nào đi tới bạch ngọc thành trong nhất thời có không ít người đứng tại chỗ bàn tán hàn lập thông qua thần thức cảm ứng được sự việc bên ngoài sắc mặt hơi đổi hai tay hắn bấm niệm các loại pháp quyết gắt gao phong tỏa khí thức từ giải đạo nhân không để tiếp tục lan ra bên ngoài đồng thời thần thức hắn lan ra lấy khách sạn làm trung tâm tỏa ra xung quanh mấy ngàn dặm theo dõi tình huống bên trong ứng thành để sớm có đối sách. Hắn cũng không ngờ việc có hai đạo quang mang từ nơi này phóng ra, cũng may chỉ là lóe lên, ngày hôm nay là lúc lễ hội giảng đạo sắp bắt đầu, không ít người sớm đi ra khỏi Bạch Ngọc Thành, tu sĩ nội thành cũng không còn nhiều, chưa hẳn có người phát hiện được sự việc vừa nãy bắt nguồn từ đây, dù cho có người thực sự phát hiện được, thì cũng có sự kiêng kỵ với tu sĩ Kim Tiên Cảnh, chưa chắc dám vào để kiểm tra. Vòi rồng ba màu gào thét trên không chung một lúc, rất nhanh tiêu tán đi. Vòi rồng ba màu tuy rằng gây nên hiện tượng to lớn nhưng không tạo thành nguy hại gì, mọi người trong nội thành sau khi bàn tán một lúc thì rất nhanh giải tán. Hàn lập thấy vậy mới thở dài một hơi, trong pháp trận, giải đạo nhân cử động cơ thể một chút, rồi đứng lên, màu sắc trên người đều biến mất, uy áp khổng lồ cũng biến mất không thấy. Mãi đến hôm nay, cuối cùng đã thành công mỹ mãn giải đạo nhân mở miệng nói. Giải đạo nhân, trước đây người nói không cần ta hộ pháp, có thể tự giải quyết mọi việc đây sao? Nếu không có ta lưu lại, chỉ sợ đã có phiền toái không nhỏ rồi." Hàn Lập thản nhiên nói, "Ba ngày nay hắn thủ hộ ở chỗ này, các đấu giá hội, giao dịch hội ở nội thành cũng không thể tham gia. Các loại giao dịch bậc này, càng về sau càng xuất hiện nhiều đồ vật chân quý, nếu ba ngày này có thể tham dự, không biết chừng có thể tìm được các loại tài liệu đạo đan." Ta cũng không nghĩ tới khối lôi tinh phách này vô cùng tinh thuần, lực lượng ẩn chứa bên trong vượt quá suy đoán của ta. Giải đạo nhân nghe ra Hàn Lập có vài phần bất mãn, bèn giải thích, "Được rồi, lần này ngươi có thể dung hợp thành công, coi như là một chuyện may mắn, ta còn chưa chúc mừng ngươi đã đạt được ước muốn. Hàn lập xoay chuyển lời nói, mỉm cười chúc mừng, đa tạ hàn đạo hiếu thay ta tìm một khối tiên thân, còn giúp ta hộ pháp mấy ngày nay, nếu không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hàn đạo Hữu yên tâm, ơn này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Giải đạo nhân vừa chắp tay vừa nói với hàn lập như thế. Vừa nãy trong lúc ngươi vô tình phóng thích lực lược, lược, mặc dù không tiết lộ ra thân phận, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này xem ra không ổn hơn nữa đại hội giảng đạo cũng sắp bắt đầu tốt nhất nên rời khỏi nơi đây trước hàn lập khoát tay chặn lại nhàn nhạt, nhạt nói ra giải đạo nhân gật đầu nhẹ trên người lóe lên hào quang hóa thành một đạo quang mang chui vào vòng tay chữ vật của hàn lập hàn lập phất tay một đạo hoàng quang lóe lên tu bổ lỗ thủng trên vách tường sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài hắn đang muốn quay người đi xuống lầu chợt dừng bước nhìn lại phía bên kia hành lang thần thức hắn lan ra tra xét kỹ càng tình huống bên trong khách sạn, cam cửu chân không có ở đây. Trên mặt hắn lộ vẻ khác thường, sau đó liền thu hồi ánh mắt, quay lưng đi xuống lầu. Đúng rồi, lúc trước người nói ta bán đi phi vân hỏa tinh, nói chờ sau khi dung hợp với bộ tiên khôi lỗi xong sẽ nói ta biết nguyên nhân, là vì điều gì. Hắn nghĩ tới một chuyện, dùng thần hồn liên lạc với giải đạo nhân. Hàn đạo hiểu, người cảm thấy khối tiên khôi lỗi này dùng loại lực lượng nào để thúc giục. Giải đạo nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Hàn lập khẽ giật mình, nhưng không trả lời. Toàn bộ tiên khôi lỗi là dùng tiên nguyên thạch thúc dục, vật này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đây là khôi lỗi kim tiên cảnh, để thúc dục uy năng tiêu hao rất lớn, tiên nguyên thạch trên người ngươi căn bản không đủ dùng. Giải đạo nhân tiếp tục nói, lúc ngươi thúc dục bộ tiên khôi lỗi này, tiêu hao bao nhiêu? Sau một hơi im lặng, Hàn lập hỏi, nếu triệt để thúc dục bộ tiên khôi lỗi này, mỗi một hơi, chỉ sợ cần tiêu hao 10 khối tiên nguyên thạch. Giải đạo nhân nói ra, cái gì, một hơi mười khối, Hàn Lập tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nghe xong vẫn cả kinh. Cái này cũng không phải là cao, tiên khôi lối cần tiên linh lực khổng lồ trèo trống, một hơi tiêu hao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần cũng không phải là chưa từng có. Giải đạo nhân nói ra, giải đạo hữu đã từng thấy qua khôi lỗi như vậy rồi. Hàn Lập hít một hơi hỏi, không phải là do quá trình dung hợp lôi phách tinh, chỉ nhớ ta đột nhiên nhớ lại một ít thông tin mà thôi. Giải đạo nhân nói ra, vậy ngươi lại nhớ thêm được một ít sự việc về chủ nhân trước đây. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, lập tức hỏi, đối với người này, hắn vô cùng hứng thú, tuy giải đạo nhân từng nói chủ nhân trước đây đã vẫn lạc, nhưng có đúng hay không, còn chờ điều tra lại. Là một chút ký ức vụn vặt, phần lớn là tư liệu về tiên khôi lỗi. Về phần bảo Hàn Đạo Hiếu bán đi phi vân hỏa tinh, đổi lấy hơn 3.000 tiên nguyên thạch, cũng đủ để ta ra tay mấy lần rồi. Giải đạo nhân nói ra, ta hiểu rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, đi thôi. Hàn Lập gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Phong. Trên Bạch Ngọc Phong, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong. Bầu trời phía trên một mảnh xanh lam như vừa được rửa sạch, trôi lơ lửng nhiều sợi mây thô như những đóa hoa trắng noãn, một đạo cầu vồng bảy màu bắc ngang phía trên đám mây, giống như một cây cầu cự đại. Trên bầu trời, một đội ngũ trên trăm đầu long mã sau lưng có hai cánh đang kéo những chiếc kim sắc chiến xa phía trên các chiến xa đứng một đội tu sĩ cao dai mặc kim giáp, tay cầm ngân kích, đang không ngừng tuần tra qua lại trong phạm vi ngàn dặm trên bầu trời. Phía trên bạch ngọc phong bao phủ một tầng màn sáng cấm chế màu vàng nhạt, để hạn chế tu sĩ ngự không phi hành. Trong đó truyền ra từng trận chấn động cũng không mãnh liệt lắm, chỉ cần là tu sĩ chân tiên cảnh trở lên, phi hành vào sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nếu là tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống, tức thì sẽ bị ngăn cản bên ngoài, không cách nào đi vào được cho nên đại bộ phận đệ tử Trúc Long Đạo đều là bay đến Bạch Ngọc Phong, sau đó lại đi bộ lên núi, mới có thể đi vào quảng trường trên đỉnh núi, tham gia lần thịnh hội này. Giờ phút này, trên quảng trường màu trắng đằng kia, chính là một trận tiếng người huyên náo, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Trường có gần khoảng 10 vạn đệ tử Trúc Long Đạo, cùng với rất nhiều trưởng lão, hạch tâm tông môn, rậm rạp trăng chịt, chiếm trọn cái quảng trường, ngồi đầy hết thảy vị trí bổ đoàn, về sau vẫn có người không ngừng chạy đến, chen lấn tìm vị trí trên quảng trường thậm chí thấy đỉnh núi đã không còn mảnh đất cắm rùi nhiều người dứt khoát lùi đến phía sau ở giữa sườn núi tìm một chỗ gò đất tự khoanh chân ngồi xuống chờ đợi thịnh hội diễn ra mà chỗ dưới chân núi bạch ngọc phong đồng dạng là người đi tấp nập huyên náo náo nhiệt nhưng vẫn không bằng so với quảng trường trên đỉnh núi bất quá nơi này thành viên cấu thành càng thêm phức tạp trừ đệ tử trúc long đạo bình thường còn có rất nhiều tu sĩ hỗn tạp từ các thế lực lớn nhỏ khác ở cổ vân đại lục tại bạch ngọc phong những người này ở trong rừng dưới đất trống cùng hai bên đường, dựng lên từng cái quầy hàng nho nhỏ, phía trên bầy đầy pháp bảo khí vật, cùng đan dược linh tài, rực rỡ muôn màu, đúng là mượn lần đại hội này chưa diễn ra, bắt đầu với tiểu sinh ý. chung quanh quầy hàng, thường cách một khoảng cách sẽ có tu sĩ trúc long đạo mặc kim giáp đóng giữ giò xét, duy trì trật tự nơi này. So với trao đổi hội mà Hàn Lập tham gia lúc trước thì bất đồng, nơi đây mở ra chủ yếu là nhắm vào tu sĩ hóa thần kỳ trở xuống, ngược lại là càng giống như năm đó hắn tham gia Thái Nam tiểu hội tại nhân giới. Trên đỉnh Bạch Ngọc Phong, trong sân rộng có một tòa giảng kinh đài đứng lặng, trên đó đặt mấy cái bàn màu tím khá rộng, phía trên có ít hoa văn trang điểm điêu khắc, thoạt nhìn mặc dù không tinh xảo và hoa mỹ, nhưng lại càng lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên. Phía sau mấy cái bàn, có một cái đỉnh tròn đồng xanh cao hơn một trượng, trong đó cắm mấy trăm cây đàn hương màu sắc tím xanh, đầu nhang dưới gió núi quét xuống mơ hồ có ánh lửa chấp động màu đỏ tươi, khói xanh đang từ trong toát ra lượn lờ. Hai bên đỉnh tròn, đối xứng tả hữu đặt gần trăm cái bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh. Giờ phút này, trên không trung thỉnh thoảng có các đạo độn quang bay tới, hiện ra từng thân ảnh, mỗi người tự đi lại trên thềm đá cao trung quanh đài, tìm một vị trí bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Bất đồng với tiếng động huyên náo lộn xộn trên quảng trường, trung quanh thềm đá tại giảng kinh đài có nhiều chỗ ngồi, đều là các trưởng lão trúc long đạo tu vi chân tiên cảnh, cùng với các đạo chủ, Đệ tử Hạch Tâm, từng người thân phận cao quý, vạn chúng phía dưới đang nhìn, tự nhiên sẽ không ồn ào huyên náo. Đại đa số bọn họ đều tự mình nhắm mắt điều tức, chậm rãi đợi đại hội bắt đầu, chỉ có rất ít người chào hỏi người quen biết bên cạnh, thấp giọng to nhỏ. Ngay lúc này, một đạo thanh sắc độn quang từ hướng tây nam viễn không bay vút tới, trực tiếp đáp trên giảng kinh đài, độn quang thu lại, từ trong hiện ra một thanh niên cao lớn mặc trang phục trưởng lão, đúng là Hàn Lập. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt phía trên, chỉ thấy vị trí phía trên ở gần đỉnh đài cao, trên cơ bản đã bị người chiếm hết, chỉ có đoạn phía dưới trên bậc thang, còn có khá nhiều chỗ trống. Hàn lập đi từng bước theo bậc thang chính giữa dành cho người đi bộ, đi chừng hơn trăm cấp, liền thấy bên trái có một bóng người quen thuộc đang vẫy tay với hắn. Người này không ai khác, chính là Kỳ Lương. Hàn lập thấy gã liền cười cười đi tới, ngồi xuống vị trí bổ đoàn còn trống bên cạnh. mươi 326, lần lượt trình diện. Lệ huynh, người tới hơi muộn a à, người xem, các vị trí tốt đều bị người khác chiếm mất rồi." Kỳ Lương vừa cười vừa nói, "Không sao, tai nghe, tâm lĩnh, thần hội là được, hà tất so đo vị trí làm gì?" Hàn Lập lắc lắc đầu, không quan tâm lắm nói, "Ha ha, không hổ là Lệ huynh, khó trách vì sao tu vi có thể tăng tiến nhanh như vậy. Chỉ sợ không tới vạn năm, Lệ huynh liền tiến giai hậu kỳ, một chỗ trong số 36 vị trí phó đạo chủ phải để cho ngươi ngồi rồi. Đến lúc đó, đừng quên kỳ mộ a." À. Kỳ Lương cười hắc hắc một tiếng nói, Kỳ huynh nói đùa, trừ phi lệ mỗ có thể trực tiếp ngộ đại đạo tại lần giảng kinh hội này, nếu không há có thể trong vòng vạn năm tiến dai nhanh như vậy. Hàn lập mở chừng hai mắt, cười khổ một tiếng nói. Lại nói, mấy ngày nay không thấy thân ảnh lệ huynh, chẳng lẽ đã tìm được lương tài bí bảo gì rồi. Kỳ lương cười hạc hặc, chuyển chủ đề, lương tài bí bảo nếu dễ dàng đạt được như thế, cũng không xứng gọi là lương tài bí bảo rồi. Chẳng qua mấy ngày nay có chút việc gấp cần phải xử lý, nên chậm trễ một chút, xong mới vội vàng chạy đến đây. Hàn Lập cười ha ha, hàm hồ nói, đúng vậy, vốn tưởng rằng mượn thịnh hội vạn năm khó gặp một lần này, có thể hảo hảo vơ vét thiên tài địa bảo một phen, không nghĩ tới lần này không có. Kỳ Lương khẽ thở dài, Âu Sầu nói, Hàn Lập cùng Kỳ Lương nói chuyện phiếm thêm một lúc, chợt nghe giữa không trung đột nhiên có một âm thanh đinh tai nhức óc. Hai người vội ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời có mây cuồn cuộn, ở giữa có một đạo tử sắc lôi quang cực lớn bỗng nhiên từ bên trong rủ xuống, phóng thẳng tới bạch ngọc đài, hình thành một vầng sáng chói mắt. Sau đó vầng sáng thu vào, mười mấy đạo nhân ảnh từ trong đó phóng ra. Chính giữa là người cầm đầu mặc áo bào tím, mặt mũi rất bình thường, khuôn mặt và lông mày nhỏ nhắn, chính là vị đạo chủ của Trúc Long đạo hôm nay được phân công chủ sự đại hội lần này, Âu Dương Khuê Sơn. Đi theo phía sau là hơn 10 người mang quần áo và trang sức khác nhau, tất cả đều có sắc mặt nghiêm nghị, tuy rằng khí tức nội liếm, nhưng không ít môn nhân trúc lòng đạo nhận ra những người này chính là các phó đạo chủ trong tông. Người chủ trì đại hội Âu Dương Khuê Sơn chọn bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh bên trái viên đỉnh ngồi xuống, các phó đạo chủ sau lưng đều tự tìm một cái bồ đoàn rồi nhao nhau ngồi xuống. Sau khi mười mấy người này vừa xuất hiện trên bạch ngọc đài, các chân tiên trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đang khoanh chân ngồi ở chung quanh trên thềm đá nhao nhau ngồi thẳng người lên, âm thanh ầm ý ở bốn phía quảng trường cũng dần dần yên tĩnh trở lại, các trao đổi hội bên dưới núi cũng tuần tự đình chỉ hoạt động, tất cả mọi người, bất kể ngồi hay đứng đều trở nên yên lặng. Cơ hồ trong nháy mắt, lấy Bạch Ngọc Đài cao làm trung tâm, khu vực trong vòng ngàn dặm trở nên lặng ngắt như tờ. Không đến nửa nén hương sau, có một vòi rồng màu vàng gào thét bay tới từ chân trời xa, tới gần Bạch Ngọc Đài thì thanh thế yếu bớt, bảy tám đạo bóng người từ trong phóng ra. Hai người cầm đầu có bộ dáng rất kỳ lạ, một người trong đó thoạt nhìn không giống nữ tử bình thường, da có màu bạc nhạt hai lỗ tai dài và hơi nhọn dáng người long lanh hấp dẫn đứng sóng vai cùng nữ nhân này là một nam tử to cao trên mặt có lông vàng sát mí mắt có lân phiến đi theo phía sau hai người này là năm sáu nam nữ có hình dáng khác nhau đều không cùng một tộc nữ tử da màu bạc cùng nam tử mặt lông vàng khẽ gật đầu với âu dương khuê sơn sau đó chọn bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống những người sau lưng tức thì nhao nhao ngồi xuống theo thứ tự hàn lập tuy rằng trước đây chưa gặp qua những người này nhưng từ thần thái cử chỉ của những người này không khó đoán ra, hai người cầm đầu kia cũng là kim tiên đạo chủ, những người đằng sau đồng dạng thân phận cũng không thấp, chính là các phó đạo chủ. Không bao lâu sau khi những người này xuất hiện, một nữ tử bịt mặt màu đen, mặc váy đen, đứng trên một cái lông vũ hắc nha đen bóng khổng lồ bay nhanh tới. Không giống những người khác được tiền hô hậu ủng, nàng ta đi tới đây một mình, sau lưng cũng không có người nào đi theo, cũng chào Âu Dương Khuê Sơn một tiếng, sau đó tìm một cái bổ đoàn gần đó ngồi xuống theo sát nàng này là một nam tử anh tuấn, tóc vàng rối tung, sau lưng có kim luân, đối lập với nữ tử váy đen, sau lưng gã có 15-16 tên phó đạo chủ tháp tung. Trong hơn nửa canh giờ sau, có không ít phó đạo chủ chạy tới liên tiếp, cho đến khi khu vực bồ đoàn bên trái viên đỉnh còn sót lại hai chỗ trống ở hàng thứ nhất, hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe đạo chủ mới cùng nhau khoan thai đi đến. Hôm nay hồ ngôn đạo nhân chẳng những thay đổi một đạo bào mới có màu tinh nguyệt, tóc tại được chăm chút chỉnh tề, dâu trên mặt đều được cạo sạch sẽ, tựa hồ cũng quan tâm đến đại hội lần này. Vân Nghê cười nhẹ nhẹ, kề vai sát cánh cùng gã đi tới, chỉ cần một cái nhân mày, một nụ cười đều phong tình vạn trùng. Không ít kim tiên đạo chủ cùng phó đạo chủ thấy vậy nhao nhao cúi đầu, bộ dạng không dám nhìn nhiều. Âu Dương Khuê Sơ nhìn thấy hô ngôn lão đạo cùng Vân Nghê đồng thời xuất hiện, khóe mắt không tự chủ được nhảy dựng một cái, nhưng lại đứng dậy lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống, cười nói với hai người. Hô ngôn đạo hiếu, Vân đạo hiếu, nhị vị cuối cùng đã đến, vậy là đủ người rồi. Nếu như bách lý đạo chủ còn chưa tới, hai ta có lẽ không tính là muộn. Hồ ngôn lão đạo lườm Âu Dương Khuê Sơn một cái, nói. Đó là tự nhiên, bất quá thời gian không sai biệt lắm, mấy vị đạo hữu của các tông môn bên ngoài cũng sắp đến rồi, hai vị cũng ngồi vào vị trí đi. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua Vân Nghê, vừa cười vừa nói. Hồ ngôn lão đạo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cùng Vân Nghê đi đến chỗ hai cái bổ đoàn chưa ai ngồi, Hàn Lập ngồi xếp bằng tại chỗ, đánh giá những người phần lớn hắn chưa gặp qua này, phát hiện trong 12 vị Kim Tiên đạo chủ, ngoại trừ hai người dị tộc lúc trước, còn có một tên nam tử yêu tộc, còn lại đều là nhân tộc. Về phần 36 vị phó đạo chủ, chỉ có những người đi theo hai gã đạo chủ dị tộc lúc nãy mới không phải là nhân tộc. Kỳ thật trong số những người này, hắn chỉ biết mặt một số ít người, tính cả Hùng Sơn. Lại nói, hơn 10 vị đạo chủ này chính là đại biểu cho lực lượng trọng yếu nhất của toàn bộ trúc long đạo đang tề tụ tại đỉnh núi của Bạch Ngọc Sơn, mặc dù khí thế trên người thu liếm, nhưng lại tạo cho tất cả mọi người chung quanh cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông không cách nào nói rõ. Đại hội lại trở nên an tĩnh, bầu không khí bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, ở bên trong thiên mạc xa xa, bỗng nhiên nổi lên một vầng sáng hoa quang ngũ sắc mắt thường có thể thấy được, vầng sáng này bay nhanh tới, từ trong hiện ra một đầu lạc đà ngũ sắc khổng lồ. Con lạc đà này lớn chừng trăm trượng, toàn thân khắc rõ từng vòng ngũ thải linh văn, phía sau lưng có hai cái bướu lạc đà giống như một ngọn núi nhỏ, cái bướu phía trước có một lão giả mặc vũ y màu sắc rực rỡ, tay cầm bảo bình, đang khoanh chân ngồi. Ngũ sắc quan ngọc dương tử, nhận lời mời đến đây xem lễ. Lão giả tới gần bạch ngọc đài, cao giọng nói ra. Ngọc dương tử đạo hiếu, lâu lắm không gặp, thật sự là phong thái không chút nào suy giảm a. À. Nhưng không biết đạo hữu có còn luyện chế ngũ sắc đan không? Ta một mực mong cầu, khổ nỗi muốn mua mà không được âu dương khuê sơn thấy vậy cười chào nói ha ha âu dương đạo huynh nói vậy là không phải rồi người khác không nói nếu đạo huynh muốn ta vẫn có thể lấy ra được hai ba bình đấy ngọc dương tử đáp xuống bạch ngọc đài cười tủm tỉm nói rất tốt chỗ này ta cũng có một chút phục thiên hậu thổ không biết đạo hữu có hứng thú không âu dương khuê sơn nghe vậy nói chuyện này là thật đạo huynh nếu thật có loại đất này bất luận giá cả bao nhiêu ta đều nguyện đổi lấy. Mặt Ngọc Dương Tử lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói gấp. Ngọc Dương Tử đạo hữu chớ suốt ruột, đợi xong chuyện ở đây rồi ghé tệ phủ một lát, thường trà đàm đạo, thế nào? Âu Dương Khuê Sơn vừa mời vừa nói. Tốt, một lời đã định, Ngọc Dương Tử không trần trừ gật đầu nói. Ngọc Dương Tử này xuất thân từ ngũ sắc quan, tuy không phải là nhánh của Trúc Long Đạo, nhưng cũng là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Hàn Tiên Vực, địa vị rất cao, cho nên được an bài ngồi tại vị trí bổ đoàn hàng thứ nhất bên phải viên đỉnh. Không bao lâu sau, giữa không trung lại có một mảnh hào quang màu đen bay nhanh đến, lần này là một nghiên mực màu đen cực lớn, trên nghiên mực điêu khắc mai lan trúc cúc, thoạt nhìn đẹp đẽ dị thường. Dù tu cung mặc phu tử, nhận lời mời đến đây xem lễ. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn từ nghiên mực phát ra. Ô quang trong không trung lóe lên, nghiên mực màu đen lập tức biến mất không thấy nữa, một lão giả da đen thân cao chưa đủ năm thước đang vuốt nhẹ tròm dâu dày của mình từ từ hiện ra nguyên lai là mặc lão phu tử âu dương khuê sơn đứng dậy hướng lão giả hành lễ lão giả da đen thoáng chắp tay trả lễ liền đi tới chỗ bổ đoàn làm cho âu dương khuê sơn hơi ngẩn ra sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống túy lão đầu vạn năm gần đây sao không thấy ghé du tu cung của ta không phải lão đã quên mất bạn rượu lâu năm này rồi chứ lão giả tiến đến gần hô ngôn đạo nhân mở miệng cười nói xì si, cái đầu hắc tử quỷ như ngươi còn không biết xấu hổ lại đi nói ta lão tiểu tử ngươi bế quan khổ tu mấy vạn năm ta đi canh cửa cho ngươi mấy lần ngươi nói một chút xem bất quá ngươi lần này tới rất đúng lúc ta hôm nay chữ không ít hảo tử có thể so sánh với mặc vân linh tử của ngươi đấy hô môn lão đạo lông mày nhảy dựng nhưng sau đó có chút tự hào nói mặc phu tử nghe vậy lập tức dựng ngược dâu trừng mắt kêu lên, thế gian có loại hảo tử có tư vị ngon hơn mặc vân linh tử do ta tự tay điều chế sao? Lão túy quỷ nhà người chứa có mạnh miệng, trước đây ta và người đấu rượu, người có lần nào hơn lão phu không? Khục khục, có khoác lác hay không, sau khi đại hội kết thúc, ta đấu với người một phen sẽ thấy. Hồ môn đạo nhân ho khan vài tiếng, khóe mắt liếc qua vân nghe khi đang nói chuyện. Hắc hắc, đừng làm cho lão phu thất vọng a. À? Mặc phu tử sau khi nghe xong, bỗng nhiên cũng nhoẻn miệng cười, đi về phía bên phải viên đỉnh ngồi cạnh Ngọc Dương Tử. Không bao lâu, bồ đoàn phía bên phải viên đỉnh trên Bạch Ngọc Đài đã có 10 người ngồi, nhưng có nửa số trống không. Đây cũng không phải là do ít tông môn bên ngoài muốn tới đây xem lễ, trên thực tế, tông môn đến đây xem lễ không chỉ chừng này, nhưng đại đa số tông môn là thế lực nhỏ, tự nhiên không đủ tư cách ngồi trên Bạch Ngọc Đài, các tông môn này đều được an bài tại một khu vực khác trên quảng trường. Số lượng chỗ ngồi trên Bạch Ngọc Đài có hạn, nếu để chen lấn quá nhiều người sẽ phá hư hết phong cảnh của đại hội lần này chương 327, thiên nhân có ngũ suy. Xa xa giữa không chung, đột nhiên truyền đến một hồi tiếu thanh vang dội Nương theo tiếu thanh, một đạo độn quang màu lam từ đằng xa bắn nhanh đến, xông vào màn sáng màu vàng, dừng lại trên cao bên bạch ngọc đài. Thương lưu cung lạc thanh hải, đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Nương theo đạo thanh âm rõ to đó, bên trong độn quang màu lam nở rộ ra một đóa hoa màu thủy lam lớn chừng trăm trượng, ở giữa đứng mười mấy đạo nhân ảnh, Mặc trên người trường bào màu lam, tu vi khí tức đều không tầm thường. Mọi người trúc long đạo thấy vậy, lập tức xôn xao, hiển nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Lạc Thanh Hải không ai khác, chính là đương kim cung chủ Thương Lưu cung, một trong tam đại thế lực nổi danh ở Bắc Hàn Tiên vực, cùng với trúc long đạo. Trong đầu Hàn lập lướt qua tin tức về Thương Lưu cung, đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phía không trung, giống như những người khác. Chỉ thấy bên trong đóa hoa lớn màu lam có một trường long y màu vàng rộng thùng thình một gã nam tử trung niên dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, ngồi ở trên như đại mã kim đao. Người này dung mạo hiền lành, hai tròng mắt xanh thẳm như biển, nhìn có chút đặc biệt, khí thức cũng tràn đầy như biển, mặc dù cách xa nhau như thế, nhưng cũng làm hắn âm thầm kinh hãi. Mà đứng sau lưng là thanh hải có hơn 10 người, đều một bộ dạng khí vũ hiên ngang, vẻ mặt hưng phấn. Chính giữa có một người, thoạt nhìn khoảng chừng 20 tuổi, tuy là nam tử, lại có chút thanh tú, làn da mềm mại so với thiếu nữ còn muốn trắng nõn hơn, nếu không phải trước ngực không có núi non, còn làm cho người ta ngộ nhận là nữ tử. Gã tuy rằng cũng mặc một thân trường bào màu lam, vị trí cổ áo cùng ống tay áo không giống với những người khác, có theo đường viền hoa gợn sóng màu vàng, thoạt nhìn có vài phần tương tự với phục sức lạc thanh hải. Lạc đại cung chủ đại giá Quang Lâm, Âu Dương Khuê Sơn không có tiếp đón từ xa rồi. Lần này Âu Dương Khuê Sơn đi về phía trước một bước, chắp tay thi lễ nói ra, còn các phó đạo chủ giờ phút này cũng nhao nhao đứng dậy chào ha ha bách lý đạo hiếu hiếm khi xuất quan giải thích sâu sắc về ngũ suy chi kiếp không giống người thường mỗi lần mở đàn giảng kinh có thể xem là một việc trọng đại của tiên vực bổn tọa há có thể bỏ qua lạc thanh hải vừa cười vừa nói hàn huyên một lát gã cũng không giống như những người lúc trước ngồi ở trên giảng kinh đài mà là chướng hoa lớn màu lam treo trên không cùng độ cao với giảng kinh đài liền như vậy cách không treo ở đó Thương lưu cung bên này vừa mới dàn xếp xong, bên kia lại có một chiếc xe kéo màu trắng bạc lăng không chạy tới, tám con long mã ngân quang huy động hai cánh kéo theo xe, phía trên có khoảng 7-8 người, treo trên cao một bên đài khác. Bắc Hàn tiên cung, đến đây xem lễ, phía trên xe kéo, cầm đầu là một phu nhân dung mạo xinh đẹp, mở miệng nói ra. Tuyết oanh phó cung chủ giá lâm, thật là khách quý. Âu Dương Khuê Sơn thấy vậy, đứng dậy nghênh đón, bất quá so với thương lưu cung lúc trước, trong giọng nói của y sắc thái tình cảm rõ ràng giảm bớt vài phần. Trong 12 tên kim tiên, chữ Âu Dương Khuê Sơn, đám người hô ngôn đạo nhân nhìn về phía tiên cung, bộ dáng có vài phần chán ghét, nhìn lướt qua, sau đó không hề nhìn nữa. Đám người tiên cung cũng không quan tâm chuyện này, hướng bên lạc thanh hải chào qua một tiếng, về sau liền đồng dạng dừng lại treo trên không một bên khác giảng kinh đài. Sau khi đội ngũ hai thế lực lớn này đến xem lễ, về sau cũng không có người bên ngoài tông xuất hiện nữa. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Âu Dương Khuê Sơn nói nhỏ vài câu với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh, sau đó đứng dậy, mắt nhìn qua bốn phía quảng trường rậm rạp chẳng chịt đại dương minh mông biển người, cao giọng quát. Giờ đã đến, cung nghênh bách lý đạo chủ, thanh âm không lớn, nhưng mà mỗi người trên quảng trường đều nghe rõ ràng vô cùng, giống như nói kể bên tai. Sau một khắc, người ở bên trong lẫn trên đài cao, tất cả đều nhao nhao đứng dậy. Cung nghênh bách lý đạo chủ, hết thầy trưởng lão, đệ tử Trúc Long Đạo đồng thời hô lên. Thanh âm chấn động toàn bộ quảng trường, tiếng vọng ông ông liên tục. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản nắng giáo sáng sủa trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra từng tầng chấn động rung động kỳ dị, một đoàn hỏa diễm đỏ thấm từ trong chậm rãi sinh ra, tiếp theo từ màu đỏ chuyển sang kim, hào quang mãnh liệt, trở nên thập phần chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ linh áp cường đại đến cực điểm, từ trong hào quang mặt trời phát ra, lập tức áp đảo khắp nơi, làm cả Bạch Ngọc Phong triệt để yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong đoàn hào quang bước ra, sau một khắc liền rơi vào trên đài cao. Người này thoạt nhìn khoảng 3-40 tuổi, làn da trên người hơi phiếm hồng, thông thấu óng ánh sáng, thoáng như một loại xích ngọc, không có một tia khiếm khuyết nhỏ nhặt. Thân hình gã cao ngất, khuôn mặt nghiêm túc chính trực, hai đạo mày kiếm bay xéo lên, một đôi mắt hổ không giận mà uy, một đầu tóc dài màu đỏ, được một đạo châu kim quan buộc lên, gã mặc một kiện trường bào màu hỏa hồng, phía trên thêu đầy vân văn rồng. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt hơi chấp động, không cần nhiều lời, người đến không ai khác, chính là Bách Lý Viêm, đệ nhất đạo chủ trúc long đạo, nửa bước thái ất trong truyền thuyết. Lạc Huynh, kể từ sự kiện tàng thanh hải đến giờ, chỉ sợ là đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi. Ánh mắt Bách Lý Viêm rơi vào thương lưu cung bên kia, cười sang sảng nói. Bách Lý Huynh, nếu không phải ngươi chịu khó bế quan như vậy, ta và ngươi có thể có rất nhiều thời gian tỏa vong luận đạo. Lạc Thanh Hải nghe vậy, trêu chọc nói tuyết oanh phó cung chủ cũng tới. Bách Lý Viêm sau khi nghe xong, cười hạc hạc một tiếng, quay người nhìn tiên cung bên kia, lên tiếng chào hỏi. Tư thế oai hùng của Bách Lý đạo chủ so với năm đó không giảm chút nào, lần này xuất quan, chỉ sợ khoảng cách thái ất cảnh càng gần hơn một bước, thiếp thân sớm chúc mừng. Mỹ phu nhân dung mạo xinh đẹp khẽ gật đầu, miệng nói ra. Ha ha, tuyết oanh đạo hữu nói chơi rồi, ngọc tiên cảnh nếu thật dễ dàng tiến dai như thế, ta làm sao phải đau khổ bế quan nhiều lần như vậy. Bách Lý Viêm cười hạc hạc nói. Mỹ phu nhân dung mạo xinh đẹp chẳng qua cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Chư vị, hôm nay có thể gặp nhau, cũng coi như có duyên cùng Bách Lý Viêm ta. Hôm nay, ta có chút ngộ đạo trong việc tu hành trước kia, mở đại hội giảng đạo lần này, có thể giải thích nghi hoặc trong lòng chư vị, trợ giúp các vị tại đây tiến thêm một bước trên con đường nghịch thiên. Dứt lời, ánh mắt của gã bình tĩnh đảo qua phía trước, như là nhìn quét qua mọi người trước mắt, giống như dò xét toàn bộ trúc long đạo, bộ dáng kia giống như quân vương thế tục, dò xét bản đồ núi sông của mình, rất có một cỗ khí phách quân lâm thiên hạ, bế nghế quần hùng. Sau đó, gã bỗng nhiên quay người lại, đi tới mấy cái bàn tím giữa đài cao, khoanh chân ngồi xuống. Hơn người vị kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo, cùng đạo chủ, bạn bè tông môn tức thì ngồi xếp bằng hai bên gã, thân tình từng người nghiêm túc, như Phật Đà La Hán ở miếu thờ thế tục. Đông, 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 ba tiếng rội chuông vang lên, một hồi sóng chấn động kỳ dị lập tức truyền ra khắp bên trong sơn mạch. Hàn lập liền cảm thấy tâm như ở trên hồ, tạo nên tầng tầng rung động rất nhỏ, bên trong thần hồn cũng sinh ra một loại cảm giác an ổn bình tĩnh. Toàn bộ bạch ngọc phong, hết thảy còn sót lại tạp âm cũng lập tức biến mất, ở giữa thiên địa, một mảnh yên lặng nghiêm túc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, khởi thủy của vạn vật, không có cái nào là không có đạo. Nhật nguyệt ngân hà vận hành theo đạo, vạn vật linh trưởng sinh ra theo đạo, phồn hoa khô diệp thay đổi theo đạo ánh mắt bách lý viên nhìn thẳng về phía trước chậm rãi mở miệng thanh âm rõ ràng bình thản thanh âm của gã ban đầu nghe cũng không cảm thấy thần kỳ cảm giác rời xa không thực tế thậm chí cảm thấy có chút mơ hồ không rõ thế nhưng sau một lát những âm thanh này liền bắt đầu truyền lay động qua lại giữa ngọn núi chung quanh đạo đạo hồi âm trồng chất trôi giạt từ từ như loại chuông vàng đại môn rung động tâm thần lại như phản âm phật quốc nhiễu lương không dứt tất cả mọi người đắm chìm bên trong âm thanh kỳ dị tại đây về phần trong lời nói Bách Lý Viêm, cuối cùng nói cái gì, ngược lại trở nên như xa như gần, làm cho người ta có chút nghe không rõ. Nhưng mà, âm thanh này làm cho người ta bất chi bất giác đắm chìm trong bầu không khí đó, làm bọn họ vô luận là tâm thần, hay là thân thể đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trong đó, không ít người cảm thấy pháp lực trên người lưu chuyển bỗng nhiên trở nên thông suốt hơn nhiều, một ít bình cảnh gông cùng xiềng xích tu hành trước kia, tựa hồ cũng xuất hiện vài phần buông lỏng. Bất quá, người có thể cảm thụ rõ ràng như thế, phần lớn đều là tu sĩ đại thừa kỳ trở xuống về phần những tu sĩ chân tiên cảnh tuy rằng có cảm thụ nhưng lại không rõ ràng bằng bọn họ về phần hàn lập mặc dù có thể minh bạch lời giảng giải trong đó lại không cảm nhận được ý cảnh huyền diệu như những người khác điều này cũng không thể trách hắn thật sự là bây giờ thần hồn hắn quá cường đại vượt xa tu sĩ cung cấp kim tiên bình thường cũng không cách nào bằng được cho nên một tên kim tiên đạo chủ trúc long đạo giảng kinh luận đạo còn chưa đủ để làm tâm thần hắn rung động huống chi bên trong chân thực chi nhãn cùng trưởng thiên bình ngưng tụ ra tinh bích hàn lập đã nghe qua tăng nhân tai to giảng đạo đây mới thực sự là diễn giải đại đạo huyền diệu nơi này nói khách quan xa xa không bằng hàn lập mặc dù có chút thất vọng ngược lại cũng không có cử động gì khác chẳng qua là khoanh chân ngồi tại vị trí của mình nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng lắng nghe dù sao đối phương đã nửa bước thái ất truyền giảng đại đạo hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể có thu hoạch đấy thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời lên cao đã đến lúc giữa trưa. Thanh âm đệ nhất đạo chủ vẫn còn quanh quẩn quanh ngọn núi, lúc đứt lúc nối, thậm chí truyền đến xa xa khe núi trong thành, làm cho tiếng động huyên náo phồn hoa phố phường trên đường phố lúc trước, cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Chính cái gọi là thiên nhân có ngũ suy, chân tiên đối diện tam suy, phúc họa không trừ ai, thiên kiếp hàng xuống, hoặc là pháp tiêu, hoặc là thân vẫn, hoặc khiếu phong. Nhiều kiếp nạn, nhiều loại nỗi khổ, duy chỉ có chăm chỉ khổ tu, mới có thể tránh thoát được, dù có lúc bách lý viêm giảng đến đây hết thảy chân tiên trên bạch ngọc đài cao tất cả thân thể đều hơi nghiêng về phía trước bộ giảng hết sức chăm chú lắng nghe những kim tiên kia thì thoáng điều chỉnh tư thế ngồi tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe lông mày hàn lập nhăn lên trong lòng kinh ngạc có chút khó hiểu ý nghĩa trong lời nói đó hắn quay đầu nhìn về phía kỳ lương bên cạnh thấy lông mày y cao lại thần tình hết sức chăm chú làm như không muốn bỏ sót một chữ nào trong lời giảng bách lý viêm hàn lập do dự một chút tranh thủ lúc bách lý viêm dừng lại truyền âm hỏi kỳ đạo hiếu xin hỏi tam suy là gì ngũ suy là như thế nào lệ huynh vậy mà không biết chân tiên có tam suy a à? ánh mắt kỳ lương nhìn qua vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin truyền âm hỏi kính xin kỳ huynh nói cho biết một chút thần sắc hàn lập khẽ động trả lời chương 328, mơ mơ hồ hồ kỳ thật có thể độ kiếp phi thăng thành tựu chân tiên cảnh được tu sĩ đại thừa kỳ phía dưới tung hô là đắc đạo thành tiên công đức viên mãn nhưng nội tâm chúng ta cũng biết chân tiên cảnh bất quá là vừa mới bước vào cánh cửa tiên nhân mà thôi ở trên còn có vô biên phong quang tuy hiện tại nói chúng ta có được thọ nguyên vô tật nhưng lại không phải là cùng thiên địa đồng thọ nhật nguyệt đồng huy nguyên nhân chính là vì tam suy kiếp này kỳ lương một mặt phân thần lắng nghe bách lý viêm giảng đạo một mặt truyền âm giải thích cho hàn lập a à, không biết cái gọi là tam suy kiếp này có giống như là độ kiếp phi thăng của đại thừa không làm thế nào mới có thể chống lại hàn lập khẽ cao mày hỏi. Mặc dù tam suy được gọi là kiếp nhưng lại không liên quan chút nào với phi thăng kiếp, mà là ba loại tai họa tu sĩ chân tiên cảnh gặp phải trong năm tháng tu luyện dài dằng dặc. Trong đó suy thứ nhất là tiên suy, chính là tiên linh lực trong cơ thể vô cớ sói mòn, tu vi tổn hao nhiều, cho đến khi cảnh giới bị rớt xuống. Suy thứ hai là thể suy, chính là thân thể dần dần mục nát, khí lực suy yếu đi, cuối cùng không cách nào nạp được tiên linh lực, cho đến khi bạo thể mà chết. Về suy thứ ba là khiếu suy, có quan hệ với tiên khiếu, Đối kháng tam suy này có lưu truyền không ít phương pháp nhưng chúng có hiệu quả hay không lại tùy vào mỗi người. Tuy nhiên, nếu có thể thành tựu mỗi một loại pháp tắc thì có thể trợ giúp chống lại suy kiếp. Kỳ Lương tiếp tục giải thích, thì ra là thế, khó trách tất cả tu sĩ chân tiên cảnh đều tôn sùng, truy đuổi, nắm giữ pháp tắc lực, ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên thì phần lớn chính là để đối kháng tam suy này rồi. Lại không biết, tam suy này khi nào mới hàng lâm, hay vẫn phải thỏa mãn một vài điều kiện mới có thể xảy ra. Hàn Lập suy tư một lát, hỏi, giờ phút này thần sắc trên mặt hắn như thường, nhưng trong lòng có chút chấn động, không biết có phải vì nguyên nhân lúc trước mất trí nhớ hay không mà hắn lại hoàn toàn không biết việc này. Hiện tại nghe Kỳ Lương giải thích một lượt, hắn mới biết chân tiên tu hành không phải là hoàn toàn vô lo, mà còn có nhiều loại hung hiểm như vậy. Hai loại suy kiếp đầu hàng lâm với mỗi người mỗi khác, đều tùy vào thiên ý. Có người vận khí tốt, mấy trăm vạn năm chưa chắc đã gặp phải, có người vận khí không tốt, vài vạn năm đã gặp. Lệ Huynh còn nhớ vị trưởng lão Phương Chuyên ở truyền công điện không? Lúc trước gã là một tu sĩ chân tiên cảnh trung kỳ, thậm chí chỉ còn cách 24 khiếu một bước ngắn, tiếc là lại gặp tiên suy, tu vi rất xuống rất nhiều, rơi xuống đại thừa kỳ. Kỳ lương tiếp tục truyền âm trong giọng nói lộ ra một tia không biết làm sao. Kỳ huynh, người nói là, hai suy đầu hàng lâm có quan hệ với thời gian tu hành. Nếu là người tu hành có tốc độ tu luyện rất nhanh tiến giai kim tiên cảnh thì có thể tránh khỏi. Hàn lập suy tư một lát hỏi ha ha, về lý tuy là vậy, nếu có thể trong vạn năm thành tựu kim tiên, khả năng tao ngộ hai suy đầu tự nhiên là rất nhỏ. Nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên giới thì có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Có thể trong vạn năm đột phá đến chân tiên cảnh trung kỳ đã là thiên đại tạo hóa rồi. Huống hồ, mặc dù một gã chân tiên tu luyện không gặp hai suy kiếp đầu hàng lâm nhưng nếu muốn trùng kích kim tiên cảnh thì lại không thể tránh né cái suy thứ ba. Kỳ lương lắc đầu, cười khổ nói, xin chỉ giáo, nội tâm hàn lập khẽ động, ta chỉ biết phàm là muốn trùng kích kim tiên cảnh sẽ phải trải qua suy thứ ba mà một khi suy này hàng lâm hậu quả tuyệt đối không kém hai suy đầu đây cũng là nguyên nhân dẫn đến số lượng tu sĩ kim tiên cảnh thưa thất như vậy về phần cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ kỳ lương lắc đầu nói bách lý đạo chủ vừa mới nói thiên nhân có ngũ suy thế còn hai suy khác là gì hàn lập nhẹ gật đầu lại như có điều suy nghĩ hỏi tiếp nghe nói sau khi trở thành kim tiên còn gặp phải hai suy hợp xưng là thiên nhân ngũ suy, cụ thể là gì thì ta cũng không biết rõ. Tóm lại là tiên đạo mịt mờ, kỳ lương còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đài ở trên cao bỗng phát sinh biến cố. Chỉ thấy trong số 12 tên kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo Vốn đang khoanh chân ngồi bên trái đỉnh tròn thì 8 tên ngồi chính giữa đột nhiên vỗ xuống bổ đoàn, vù vù đứng dậy, cổ tay rung lên. Leng keng leng keng, tiếng xiềng xích vang lên phá vỡ yên lặng. Dưới sự chỉ huy của Âu Dương Khuê Sơn, trong tay áo 8 tên kim tiên này đại phóng kim quang. Từ đó, tám sợi xiềng xích màu vàng to cỡ cánh tay như linh xà bay vụt ra, phía trên lấp lánh phù văn màu vàng, từ bên trái uốn lượn quấn đến. Mục tiêu chính là Bách Lý Viêm đang giảng đạo, thần sắc Bách Lý Viêm không thay đổi, tiếng giảng đạo liền dừng lại. Cũng không thấy y làm động tác gì, quanh thân bỗng dưng sáng lên một mảnh hào quang đỏ thấm. Một tầng màn sáng đỏ rực bao bọc y lại, những sợi xiềng xích kia phóng ra quấn quanh thân thể y, và chạm liên tiếp bắn ra tia lửa, phát ra từng tiếng bang bang, nhưng không thể chạm vào người bách lý viêm chỉ có thể quấn thành tầng tầng lớp lớp bên ngoài màn sáng bách lý viêm bỗng nhiên nhấc chân đạp xuống đột nhiên một mảnh hào quang đỏ thẫm đột sáng rực dưới chân y toàn bộ bạch ngọc đài bị chấn động ầm ầm thân hình y phóng lên định bay lên trời cao đám người âu dương khuê sơn thấy thế sắc mặt ngưng trọng vội vàng bấm pháp quyết miệng đồng thời hô một tiếng định tám sợi xiềng xích màu vàng quấn quanh lập tức rực rỡ hào quang nhanh chóng xiết lại trói chặt màn sáng đỏ thẫm và bạch lý viêm lại thân hình bách lý viêm lập tức chậm lại rồi bị kéo trở về đài cao một lần nữa hai tay y sáng rực hào quang màu đỏ chộp tới xiềng xích màu vàng quấn quanh người ở phía trước chỉ nghe một hồi âm thanh ầm ầm vang lên một mảnh điện mang màu vàng lập tức từ xiềng xích như là mấy trăm đầu điện dao màu vàng bắn lên phía trên phóng dọc theo cánh tay của bách lý viêm y liền cảm thấy hai tay tê dại một hồi trong thời gian ngắn ngủi mất đi cảm giác Cùng lúc đó, phía trên xiềng xích màu vàng bắn ra từng đạo điện quang, liên tiếp đan xen vào nhau, ngưng thực lại, rồi hình thành một lồng da màu vàng vuông vức, chụp Bách Lý Viêm vào chính giữa. Bách Lý Viêm đang tê dại lập tức khôi phục hành động nhưng vì không đủ thời gian trì hoãn nên không thể nghĩ ra cách thoát thân ngay được. Giờ phút này, mỗi một kim trụ bên trên lồng da màu vàng bao phủ chung quanh y đều mơ hồ có điện quang chấp động, phía trên khắc đầy từng tầng hoa văn. Hoa văn hiện ra từng triện phù văn cổ pháp, truyền ra từng trận khí thức pháp tắc. Rất hiển nhiên, tám sợi xiềng xích màu vàng này chính là một bộ tiên khí cao dai, dành riêng để đối phó Bách Lý Viêm. Một màn này tuy nói dài dòng, kỳ thực lại xảy ra trong nháy mắt như tốc độ ánh sáng, thậm chí hàng vạn đệ tử, tu sĩ xung quanh trên quảng trường còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy mọi thứ đã phát sinh, trên bạch ngọc đài, 36 tên phó đạo chủ thấy tình cảnh này đều kinh hãi. Cả đám nhìn nhau, không biết phải làm sao, hiển nhiên, trước đó bọn họ cũng không có được nửa điểm tin tức nào ngồi ở một bên khác đám người ngọc dương tử đến đây xem lễ thay thế cũng rất kinh ngạc vội vàng đứng dậy có người trong đám mở miệng định hỏi nhưng thấy bầu không khí nơi này cổ quái nên cuối cùng vẫn yên lặng hàn lập phát hiện khác thường nhưng giống mọi người chung quanh vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chẳng qua là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lên phía trên xảy ra chuyện gì lông mày kỳ lương cũng nhân lại gã nghi ngờ hỏi trên bạch ngọc đài sắc mặt hô ngôn đạo nhân âm trầm lão sải bước đi tới phía trước Tên nam tử tóc vàng và nữ tử mang lụa đen không tham dự bố trí khốn trận, lập tức lắc mình một cái, chắn trước người của lão. Các người đang làm gì, chẳng lẽ đều muốn tạo phản? Hồ ngôn đạo nhân giận tím mặt, mở miệng quát hỏi. Hai tên này nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, cũng không ai nói gì, mà cả hai vẫn cản trước người lão, thực sự không có ý định tránh ra. Vân nghe thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ kinh nộ, tuy đứng dậy nhưng có chút cảnh giác đám đạo chủ bên cạnh, thoáng kéo giãn khoảng cách ra. Xem tình huống trước mắt, trong 12 tên đạo chủ này, hiển nhiên chỉ có nàng và hô ngôn đạo nhân bị che mắt không tham dự. Bên trong lồng giam, hai mắt bách lý viêm chậm rãi đảo qua mọi người, trên hai tay sáng lên hào quang đỏ thấm. Thoáng một tiếng đằng, một luồng hỏa diễm nóng bỏng kịch liệt, từ hai tay y sáng lên, đốt xiềng xích màu vàng quấn quanh. Liệt diễm phát ra hồng quang hừng hực, làn da y vốn sáng loáng như ngọc liền ánh lên một mảnh màu đồng hồng, phảng phất như xích ngọc. Trận kim lân tỏa long này không thể vây khốn ta lâu, còn có thủ đoạn nào nữa, sao không tranh thủ thời gian mà sử dụng ra đi? Thanh âm bách lý viêm chuyển sang lạnh lẽo, y mở miệng hỏi. Đám người Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, giống như đã sớm thương lượng qua, tất cả đều ngậm miệng không nói, không ai tiếp lời. Một đám đệ tử nội ngoại môn trên quảng trường vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì, chẳng qua là trụm đầu ghé tai, nhìn từ xa. Về phần những đám trưởng lão phái khác đến đây xem lễ, càng là kinh ngạc không thôi, không biết rốt cuộc xảy ra biến cố gì, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra sự tình không đơn giản nên cả đám an vị tại chỗ, không làm ra cử động gì. Trên bầu trời cạnh bạch ngọc đài, bên trong đóa cửa hoa màu lam lơ lửng trên không, thương lưu cung chủ từ ghế dựa lớn màu vàng sớm đã đứng lên, nhíu mày nhìn về phía bên này, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự. Đại cung chủ, chúng ta có ra tay hay không? Phía sau gã, tên thanh niên dung mạo thanh thú không thua nữ tử đi đến, thấp giọng hỏi. Không vội, cứ xem tình huống một chút trước đã rồi hãy tính. Nếu là chuyện nội bộ của trúc long đạo, chúng ta là ngoại nhân không tiện nhúng tay vào." Thương Lưu cung chủ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Đúng lúc này, sắc mặt của gã bỗng nhiên hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đám mây kim tuyến dài trăm trượng, lóe lên hào quang, rồi bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một mảnh kim quang chói mắt. Ở chính giữa kim quang hiện ra hai ba mươi bóng người, trong đó người cầm đầu có gương mặt vuông vắn, mắt híp, mũi nhỏ, trên mép có hai sợi dâu dài nhỏ màu bạc, dáng người hơi cao gầy. Y mặc trên người một kiện trường bào màu trắng tuyết, phía trên có thêu hoa văn màu vàng, linh quang rạng rỡ, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau lưng y là hai ba mươi người nam nữ, đại bộ phận đều mặc trường bào màu trắng tuyết, chỉ có phục sức thì không quá giống nhau nhưng khí tức trên người họ cường đại đến đáng sợ. Bọn này tập trung ở một chỗ khiến cho người ta có cảm giác như mưa gió nổi lên, mây đen uy áp, làm hít thở không thông đột nhiên phát sinh biến cố, khiến cho mọi người trúc lòng đạo không biết phải làm gì, lúc này đang vô cùng xôn xao. chương 329, Trọng Phạm từ Luân Hồi Điện Khi tên nam tử dâu bạc xuất hiện ở đỉnh Bạch Ngọc Phong, trừ Âu Dương Khuê Sơn và 10 tên Kim Tiên đạo chủ thì những người còn lại, kể cả hô ngôn đạo nhân và vân nghe đều biến sắc. Các trưởng lão nội môn lẫn đệ tử thân truyền ở bốn phía bậc thềm cùng mọi người ở xung quanh quảng trường tức thì cảm thấy có chút mờ mịt. Hiển nhiên đại đa số mọi người ở đây đối với thân phận của đám người nam tử dâu bạc đột nhiên xuất hiện này và sự việc sau này sẽ phát sinh như thế nào thì đều không rõ ràng. Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, đồng thời thầm kêu xui xẻo, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tuy rằng, hắn không biết suốt cuộc là ai, nhưng với vốn lịch duyệt của bản thân thì có thể nhìn ra được thân phận tên nam tử dâu bạc này tuyệt không đơn giản. Thực lực của y chỉ sợ cũng không kém nhiều so với Bách Lý Viêm, đệ nhất đạo chủ của Trúc Long đạo này. Thậm chí Âu Dương Khuê Sơn và 10 vị kim tiên đạo chủ có can đảm đột nhiên ra tay với Bách Lý Viêm, chỉ sợ có quan hệ không nhỏ với tên này. Nếu không, hắn thật sự không nghĩ ra, đám người Âu Dương Khuê Sơn dựa vào cái gì. Mặc dù, Bách Lý Viêm là đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo, chính là người có tu vi cao nhất ở Tông Môn, nhưng quanh năm bế quan không xuất hiện, hầu như không quản Trúc Long Đạo. Thực tế người nắm giữ Tông Môn và tài nguyên lợi ích kỳ thật chính là những tên kim tiên đạo chủ này. Về điểm này, song phương cũng không có mâu thuẫn gì, thậm chí các đạo chủ này còn thu được nhiều lợi ích hơn y. Hiện tại mặc dù y nhìn như bị nhốt, nhưng căn bản không có tổn thương gì, chỉ cần cho y chút cơ hội tạm nghỉ thì y sẽ có cơ hội không nhỏ có thể phá trận thoát khốn ra, đến lúc đó dù 10 người, người Âu Dương Khuê Sơn liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của Bách Lý Viêm. Nhưng sau khi tên nam tử dâu bạc xuất hiện, tình thế liền hoàn toàn khác, thậm chí Hàn Lập có thể thoáng phát giác được, thần sắc trên mặt đám người Âu Dương Khuê Sơn có chút biến hóa. Tuy nhiên nói đến cùng, hết thảy không có quan hệ gì tới hắn nên hắn cũng không muốn bị vạ lây thành cá ở trong chậu chẳng qua là tình thế bây giờ bản thân hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi đang cân nhắc ánh mắt của hắn đảo qua từng người trên không trung kia mong phát hiện được thứ gì đó từ trên người những kẻ này nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn tới một tên thanh niên cầm quạt trong đám người phía sau nam tử dâu bạc thì hắn liền cảm thấy trong đầu rầm một tiếng đột nhiên nhói lên một cơn đau nhức Hàn Lập nhịn không được cúi đầu xuống, lấy hai tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương. Tên thanh niên kia có dung mạo tuấn mỹ, mặc trên người trang phục màu bạc, phía trên có thêu tranh hoa, chim, cá, trùng, thoạt nhìn cực kỳ hoa mỹ. Gã khẽ phe phẩy cây quạt xếp bạch ngọc trong tay, trên mặt mang theo vẻ tiêu ý, ánh mắt như tùy ý từ trên không trung nhìn lướt qua, nhưng xem đám người phía dưới quảng trường như con sâu cái kiến, chỉ là liếc qua, sau đó chuyển hướng nhìn lên phía bạch ngọc đài trên cao. Hàn Lập xoa nhẹ thái dương một hồi lâu tựa hồ giảm đau một chút, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn tên đó mà ở sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ không dễ phát giác. Tuyết oanh bái kiến cung chủ, ngay lúc này, ở phía giảng kinh đài bên kia, Tuyết oanh bỗng nhiên mở miệng, chào hỏi tên nam tử dâu bạc. Lời vừa dứt, toàn trường náo động, có thể được vị phó cung chủ Bắc Hàn Tiên cung Tuyết oanh này xưng là cung chủ, thân phận tên đó tự nhiên là rõ rồi. Đúng là cung chủ Bắc Hàn Tiên cung hiện tại, Tiêu Tấn Hàn. Tiêu Tấn Hàn chỉ khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt nhìn về phía lồng giam màu vàng bên dưới, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Bách Lý Viêm từ trong lồng giam nhìn lại. Khóe miệng gã hơi hiện lên một tia cười lạnh, còn trong mắt Bách Lý Viêm thức thì hiện lên một tia hàn mang. Trên đài cao, Ngọc Dương Tử và Mạc Phu Tử liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thấy một tia kiêng kỵ, bộ pháp vội vàng xê dịch, rời xa chỗ rắc rối ở giữa đài cao này. Những người còn lại cũng giống hai người bọn họ lui về phía sau, để lại ở chính giữa một khoảng trống. Tiêu cung chủ, Lúc trước do là mâu thuẫn nội bộ Trúc Long Đạo, Lạc Mỗ là ngoại nhân nên không tiện tham dự. Hiện tại nhìn điệu bộ này, tựa hồ Bắc Hàn Tiên Cung muốn nhúng tay vào việc này thì cũng phải cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo chứ. Thương Lưu Cung chủ Lạc Thanh Hải ngửa đầu nhìn về phía đám người Tiên Cung, chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý Viêm là trọng phạm từ Luân Hồi Điện, bị Thiên Đình truy bắt, bổn cung phụng mệnh truy nã. Lý do này, Lạc Đạo Hữu cảm thấy đã đủ chưa? Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói. Dứt lời, tay gã vung lên, một đạo kim quang lóe lên tức thì bay lên bầu trời, là một quyển trục màu vàng. Quyển trục lóe lên hào quang, phía trên hiện một mảnh chữ to màu vàng có nội dung giống như lời tiêu tấn Hàn nói, chính là lệnh truy nã Bách Lý Viêm. Nghe đến tên Luân Hồi Điện, rất nhiều chân tiên của Trúc Long Đạo đều có vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết là gì. Ngay cả Ngọc Dương Tử cũng lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm, chỉ có ở chỗ sâu trong ánh mắt của hai người mặc phu tử và Lạc Thanh Hải là hiện lên một tia dị sắc không dễ thấy. Mặc phù tử truyền âm cho hô ngôn lão đạo, nói một tiếng có lỗi, rồi bay ra khỏi phạm vi bạch ngọc đài cao. Lão vung tay áo bào, gọi ra nghiên mực khổng lồ, đáp lên phía trên, rồi cưỡi nó bay đi xa, căn bản không muốn có bất kỳ dây dưa dễ má nào với nơi này. Còn khóe mắt là thanh hải hơi co lại một chút, ánh mắt nhìn thật sâu vào bách lý viêm, trầm mặc lại nhưng có vẻ chưa định rời đi lúc này. Đám người ngọc dương tử cũng không ngu dốt thấy tình hình này liền biết sự tình nơi đây không thích hợp xen vào, vội vã hóa thành lưu quang phi độn về hướng xa. Chỉ có rất ít người không cưỡng lại được lòng hiếu kỳ nên bay ra ngoài trăm dặm liền dừng lại, lơ lửng đứng trên không, từ đằng xa quan sát đến. Đối với hành vi của những người này, đám người của tên nam tử dâu bạc của Bắc Hàn Tiên Cung cũng không ngăn cản. Âu Dương Khuê Sơn, các người thật muốn phản bội ta sao? Bách Lý Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tám tên kim tiên đạo chủ đang nhốt mình, trầm giọng hỏi. Ngọn lửa đỏ trên người y cuồn cuộn khởi động, nổi lên từng trận bức xạ nhiệt kinh người, không ngừng đốt cháy xiềng xích trên người, nhưng chẳng biết tại sao những xiềng xích màu vàng kia thoạt nhìn lại không có chút sứt mẻ, cũng không có chút dấu vết bị cắt đứt nào cả. Đám người Âu Dương Khuê Sơn hiển nhiên cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì, trên trán tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng, không ai dám có nửa điểm lơi lỏng, tay đánh pháp quyết, cố hết sức củng cố lồng giam do xiềng xích màu vàng tạo thành. Bách Lý Đạo Hiếu, mặc dù thực lực trúc lòng đạo chúng ta mạnh mẽ nhưng cũng khó có thể chống lại tiên cung, sau lưng bọn họ chính là thiên đình. Chúng ta có cái gì? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ trúc long đạo bị hủy diệt cùng ngươi. Âu Dương Khuê Sơn hít một hơi thật sâu, nói như thế. Các ngươi thì sao, cũng nghĩ như vậy à? Ánh mắt Bách Lý Viêm nhìn về phía 36 phó đạo chủ ở sau lưng những người này, mở miệng hỏi. Những tên này nghe vậy, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, hơn ngàn người ở bốn phía trên bậc thềm cũng lâm vào cục diện khó xử. Bọn họ dù không rõ ràng lắm điều cung chủ tiên cung nói nhưng với vốn lấy kiến thức lịch duyệt của họ thì cũng đã đoán ra được một ít sự tình. Lúc này có không ít người này sinh ra tư tưởng bỏ chạy, dù sao bọn họ cũng không nguyện không công dây dưa vào loại tranh đấu của cấp bậc kim tiên, nhưng những người tiên cung ở trên bầu trời kia, mặc dù nhìn như thần thái tự nhiên, tư thế như xem cuộc vui nhưng ánh mắt lại không ngừng quét xuống phía dưới, gây áp lực nặng nề. Hàn lập ở trong đám người, thỉnh thoảng nhìn lên những người tiên cung ở trên bầu trời, không biết suy nghĩ điều gì.